ngay từ lúc nhỏ thì là ba là đã đi hát cải lương, cho nên là đi theo ba để coi mấy cô chú mấy anh chị diễn cải lương, thì lúc đó cũng thích lắm, rất là thích cải lương. Nhưng mà mình hát thì mình hát không có hay, không có chuyên nghiệp, cho nên không có dám đi theo cải lương. Và mình cũng lúc mà còn nhỏ đi coi á, thì mới suy nghĩ là bây giờ mà cũng có một cái sân khấu, một cái môn mà leo lên sân khấu diễn mà không cần hát á, nói á, thì giờ là chắc chắn là sẽ theo luôn á. Thì đùng cái mấy năm sau là chừng em học năm lớp sáu mới bắt đầu biết tức kịch, thì từ đó thì đi coi kịch. Thì cho tới khi mà em học xong văn hóa, phụ mấy bạn diễn những cái chương trình phụ gia nhỏ, từ từ càng ngày càng được bước lên sân khấu rồi càng được thích, cho nên là quyết định là đăng ký để thi cuộc thi Cười Xuyên Việt, thử coi mình có đi được tới đâu và cái khả năng của mình tới đâu. Theo nghề ba thì ba vui lắm, con thích thì ba chiều con, nhưng mà con nên nhớ rằng cái sân khấu á là cái tiền, cái cuộc sống kinh tế nó không có vững đâu, cuộc sống nó bấp bênh rồi sao. Tại vì ba đã từng vô nghề rất lâu cho nên ba biết được cái nghề này nó như thế nào rồi, nó rất khó khăn mà rất nhiều cái để nói, cho nên ba mới khuyên một câu vậy, nhưng mà khuyên nhưng mà chấp nhận theo. Trước nhất là đi vô đoàn cải lương Tuồng Cổ Quỳnh Lâm, đi một thời gian cũng dài, rồi sau đó qua đoàn cải lương Tuồng Cổ Minh Tân, được nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng đã nâng đỡ, rồi thời gian rồi tình hình cải lương xuống cấp, rồi hát, rồi cuộc sống mà hát mà lãnh lương không có đủ hoặc không có tiền lương thì sẽ sống, lúc đó mình còn vợ còn con nữa, cho nên thôi thì suy nghĩ mới làm chuyển qua làm đạo cụ và đi dán râu cho các nhân vật mà nghệ sĩ thủ diễn. Ba nói với Dũng điều này, ba khẳng định là con chọn con đường nghệ thuật đúng theo ý nguyện của con, sự đam mê của con rồi đó. Và hôm nay không ít nhiều con, ba thấy con đã có thành công, ba rất vui hãnh diện, mà mẹ con cũng rất vui hãnh diện. Cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì mình cảm nhận được có lẽ là Dũng nó chọn được đúng đường rồi. Đúng lúc trước mà mình không kịp suy nghĩ đó, lấy Quyền làm cha ngăn cản tiếng Dũng thì có thể bây giờ mình rất ân hận, vô cùng ân hận, và để lại một sự buồn phiền cho con. Xin lỗi con vì lúc trước ba không có suy nghĩ sâu sắc. Dù mà có bất cứ gặp một cái trở ngại nào á thì cũng sẽ cố gắng vượt qua để theo nghề. Còn nghề tới đâu hay là mình dừng lại ở đâu thì đó là do số phận, nhưng mà quyết tâm theo cái nghề này là chắc chắn. Với cái đêm chung kết xếp hạng cuối cùng này, mẹ tin tưởng và mong rằng và chúc con luôn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tưởng Dũng ha, con cố gắng lên nha, cố lên, ba ủng hộ con, cố lên. Từ thuở sơ khai, khi các vị thần và con người chung sống an bình, hạnh phúc cùng nhau, các bộ tộc sinh sống và giao lưu trong hòa thuận. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không tồn tại được lâu khi có sự xuất hiện của bộ tộc mặt nạ, một bộ tộc rộng lớn và giàu có. Họ lúc nào cũng hung hăng, hiếu chiến và luôn đi xâm lược đánh chiếm nhằm xóa bỏ các bộ tộc khác, trong đó có bộ tộc Yên Thạch. Dù nhỏ bé, nhưng bộ tộc Yên Thạch rất ngoan cường và không bao giờ chịu khuất phục. Và người đã đứng lên chỉ huy chống trả lại tội ác của bộ tộc mặt nạ, đó chính là anh hùng Úc Tý của thần tộc Yên Thạch. Con chần chờ gì nữa, xuất hiện đi. Ngày hôm nay ta điều quân đến đây để đánh với ngươi. Tốt, nếu như ngươi cắm được ngọn cờ và phía đòi của ta, ta sẽ thua. Còn ngược lại, ngươi phải thực hiện đúng những gì mà ta với ngươi từng giao ước. Được, nếu như ta thua thì người của ta sẽ thuộc về ngươi. Được, còn nếu như ta thua thì tứ hậu tướng của ta sẽ thuộc về ngươi. Hey, tất cả mọi người chào trường. Hey.
mà you did. Tôi phải đông hơn, phải thắng là phải chứ. Tôi có 5 người phải thu thật chứ. Bây giờ ai bên phe của thằng Tý qua bên kia. Nhiều khi anh bộ thấy bộ bên phe mày quay xệ, quay xệ. Có gì đâu phải quay xệ chứ. Tôi hỏi là cái thế trận này thế trận gì hay quá vậy? Đây, có làm bên tay để chúng ta giật tư. Thật là thông minh, hàng chỉ cái làng này, hết. Chỉ thôi. Tô, hả? Tao có tới. Ba của cui đó. Tà phó làm gì vậy? Cưỡi ngựa đi xuống ve chi vậy? Chứ mày cản đường sao tao đi tới được hả? Long ơi, ba mày làm gì vậy? Ông xuống ngựa, cột con ngựa lại, vuốt con ngựa, cái này mới vui nào, ông bị ngựa đá. À! Rồi xong rồi, ba mày ngủ lâm sàng luôn rồi. À, ba tao ra đi rồi hả? Ba ơi, con sẽ hát cho ba một bài hát tiễn ba lên đường. Mừng năm mới con chúc cha trong cuộc đời được nhiều ai đã từng mơ. Cầu cho cha được yên vui chẳng khi nào gặp buồn phiền. Đường đời của ba hạnh phúc luôn dừng bên. Trời ơi, tôi chưa có chết mà. Vừa nằm xuống để cỏ lên liền à. Năm nay tôi tam tai nha. Trời đất ơi, đứng để làm gì nữa. Mau đem số cỏ lao này về, chất lên trên xe, đi mau. Còn hai đứa con đã gây ra trọng tội rồi biết chưa? Tội gì? Cái số cỏ lao đó là dùng để cống nạp cho bộ tộc mặt nạ. Bây giờ tụi con đem ra đùa giỡn vậy là chết rồi. Chú, con phản đối nha. Bây giờ á, mình đem cỏ vào bộ tộc người ta, bộ tộc của mình á, trâu cỏ đâu mà ăn. Ba ơi, thằng Tý nó nói đúng á, bây giờ trâu bò mình ở đây nó không có gì ăn, nó ốm còn hơn ba nữa. Còn thôi đi, biết gì mà nói. Bây giờ lỡ bộ tộc họ qua đây mà không gì cống nạp là cả bộ tộc chúng ta sẽ gặp đại họa, con biết chưa? Chết rồi con, bây giờ họ qua rồi kìa, phải làm sao đây? Chú yên tâm đi, con đã tính toán hết rồi. Ngày hôm nay, con sẽ cho bộ tộc mặt nạ bị sét đánh. Quang đường, nửa năm nào cũng hạn hán kéo dài. Không có mưa thì làm gì có sét chứ. Chú nhìn đi. Gì? Đây không phải là ngọn cỏ bình thường. Chứ ngọn cỏ gì? Mà nó là ngọn cỏ gió đùa. Những trắng nở trên đây, báo trời sắp mưa. Không lẽ trời sắp mưa thật? Long. Gì? Làm theo kế hoạch chuẩn bị đón tiếp bộ tộc mặt nạ. Biết rồi. Chuẩn bị đâu? Tiễn vô cho tao. Thôi, giạt ra. Giạt. Xin tự giới thiệu, ta là tộc phó của bộ tộc mặt nạ. Dạ, con chào tộc phó. Chào. Tộc phó, từ nãy tới giờ đi đường nắng lắm. Bây giờ tộc phó chui vô cái dù này đứng đi cho nó mát. Trời ơi, cao cha, cái dù lạ tím lòng luôn. Khá khen cho công nghệ du lịch của Yên Thạch chúng bay. Trải dù ra nữa à, sao không trải cặp ghế bố ra cho mướn 600 ngàn một giờ, chặt chém khách du lịch luôn đi. Ôi, một cái dù xàm xí, trên nóc dù mà có một cái cây cột như cột thu lôi vậy đó các con. Dẹp cho tao. Dạ. Ê, điệu điệu hạnh hạnh đi, chụp vô đây lát hồi nó giật chết hết bây giờ á. Yeah, chú ơi, bộ tộc mình có cái bùng binh rồi. Đặt tên cho đi tụi con. Bùng binh 4 cô. Rồi vô luôn không, cô 5, cô 6? Không, chúng em sẽ là những người đi đường. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Chưa phai. Xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Cái gì chị bảy? Chạy chi gần dữ vậy cha nội? Cuốn tà áo dài ra vô cắm xe rồi nè. Cười cái con khỉ móc chứ cười. Cười cái gì? Các ngươi ngu muội qua đây làm trò hề cho người ta. Dẹp vô. Chú ơi chú. Mà mất cái bùng binh là bộ tộc mình hôm nay chắc giao thông nổi loạn quá. Không sao đâu, mai mốt mình xây cầu vượt. Xây cầu vượt, xây cái gì? Phải hỏi ý kiến bên tao cho thì bên bay mới xây được, hiểu chưa? Tập phó ơi,
Cà tập phó đi đường nãy giờ chắc cà tập phó khát nước lắm đúng không? Khát quá nhiều. Dạ, vậy á thì con mời tập phó ngồi và con sẽ lấy nước cho tập phó uống. Ừ, ngoan. Lấy nước cho tập phó. Ta nói gái Yên Thạch em nào em nấy đẹp dễ sợ luôn. Chả buồn cho gái bên mình, con nhìn con nào con nấy muốn đánh dễ sợ. Vậy mát mẹ đó. Thôi con đừng mát mẹ con. Má con là người phụ nữ đẹp nhất đời ba đó con. Xin lỗi con đi. Xin lỗi con. Con tha thứ. Yeah. Trời uống cha, ly gì lạ dữ trời. Ồ, ly gì lạ dữ. Dạ. Con biết á, tập phó là người cao sang nên con đã chuẩn bị sẵn một cái ly bằng vàng cho tập phó uống. Ly vàng ha. Nhưng mà giữa trời này thì làm gì có mưa mà uống. Dạ được chứ. Bây giờ nè, tập phó chỉ cần đứng ở trên cái ghế này, cầm cái ly giơ cao lên hứng những giọt mưa đầu mùa, lúc đó sẽ hấp thu được những tinh hoa trong giọt mưa đó và tập phó sẽ có một sức khỏe trường tồn. Cực dữ à, nhưng mà có sức khỏe ta chịu hết, nhưng mà trời này không mưa được đâu. Nếu mà không mưa thì con sẽ lập đàn cầu mưa. Trong hết đi. Dạ. Con ơi con, giờ cha con chú cần vô luôn không? Chú nên nhớ chú là tập phó đó. Đúng rồi đó, ba nên nhớ ba là ba con. Các người giỏi lắm. Các người biết ngày hôm nay trời sắp chuyển mưa, bắt tao cầm ly vàng là ly kim loại đứng lên trên cao cho đi. Cầm lấy con. Dạ. Hiệp ước đâu? Đây, hôm nay ước hay xem một ước đi. Trời đất ơi, cái hiệp ước, cái sớ gì mà dài với đại lộ đông tây vậy? Đọc đi con. Trời đất ơi, đọc nè. Điều lệ thứ nhất, sáng ngủ dậy không được đánh răng và rửa mặt. Trời đất ơi, bộ tộc của ông sống vậy đó hả? Ừ, bộ tộc tao là sáng thức dậy để miệng thúi rùm đi chơi luôn đó con. Trời đất ơi, nhìn cái răng ổng là biết rồi. Còn điều lệ thứ hai là thở 2-4-6 thở, 5-5-7 nín. Ủa, chú Nhật sao? Sáng thở chiều nín. Thấy khó ưa chưa? Trời đất ơi, còn điều mấy ba mới ghê nè. Trời đất ơi, 10 năm mới được tắm một lần tắm 3 năm. Nước đâu mà chịu nổi, sao không ra đi tắm biển đi. Trời ơi, bay muốn tắm biển đâu phải dễ, phải mua nước suối nguồn từ bên tao, tao mới cho tắm, hiểu chưa? Hiểu cái gì? Cái điều luật gì mà kỳ cục quá vậy? Trời đất ơi, mày dám quăng điều luật của tao. Vậy thì hôm nay tao sẽ kỳ cục hơn nữa, là tao tịch thu toàn bộ kim loại bên tụi bay, kèm theo vũ khí cũng tịch thu luôn. Không bao giờ có chuyện đó. Ngày nào còn có tí ở trong cái bộ tộc này thì ông không được lấy đi bất cứ cái thứ gì ở đây hết. Rồi nó nói là nó thách thức mình đó con. Nè, nhớ mặt tao, tao sẽ đem quân qua đây đập tụi bay tới bời. Trời ơi cha, ơi cha, vua trong đó chúng có đánh hội đồng bây giờ. Bị đánh tè le rồi nè con. Chúng mày dám đánh tao, tao là bộ lạc lớn không chơi kia chim bay ngang. Ha, tao đã trả được thù. Ở đi đi đeo vô bộ tộc ta vậy cha nội. Mấy anh muốn làm gì em, anh làm đi anh ơi. Mấy anh ơi, cho cán cha em về được không? Lẹ đi. Vô cán đi. Bay, nhớ tao từng mặt, từng mặt, từng mặt, từng mặt. Tao sẽ trả thù. Yeah. Dặn dò hả? Dặn dò hả? Dạ tu rồi hả? Tụi bay dám đánh tao, nghĩa là tụi bay đang phá vỡ hiệp ước. Đây không phải là hiệp ước. Đây là cái gì? Đây chỉ là những điều luật ngông cuồng mà bộ tộc các ngươi đặt ra để đàn ép bộ tộc ta. Kể từ bây giờ, hiệp ước này sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa. Mày dám phá vỡ hiệp ước,
Nghĩa là mày đang tác vào bộ tộc mặt nạ của tao, mày hiểu chưa? Được rồi, kỳ hẹn chúng bay 10 ngày nữa, tao sẽ đem đại quân mặt nạ sang đây làm sạch cỏ Yên Thạch. Yeah. Đó, tộc phó, tộc phó, tộc phó. Tới gây ra trọng tội rồi biết chưa? Cả bộ lạc chúng ta sẽ bị diệt vong là gì con? Ai nói? Tộc trưởng đây. Bọn mặt nạ muốn gây chiến. Được, ta sẽ quyết chiến với chúng. Không được đâu mẹ à, họ rất mạnh, làm sao chúng ta đánh lại họ được chứ? Chính vì những suy nghĩ này mà tộc mặt nạ mới qua đây chèn ép chúng ta. Ta chưa bao giờ sợ chúng. Điều ta sợ là trong tộc mình lại xuất hiện những kẻ hèn nhát như con. Phải, con hèn đó. Vậy thì mẹ nói đi, cha thì đã mất, mẹ thì đã già yếu, ai sẽ là người đứng lên chỉ đạo mọi người chứ? Là ai hả? Yên tâm, ta đã có người thế. Là ai? Đó chính là Úc Tý. Gì vậy mẹ? Thằng Tý còn quá nhỏ, làm sao chỉ huy được mọi người chứ? Tôi nói đúng không mọi người? Đúng không hả? Sao không ai lên tiếng gì đi? Em! Mọi người trong thần tộc Yên Thạch này, nếu ai không đồng tình với quyết định của ta, có thể rời khỏi đây để bảo toàn cho mạng sống của chính mình. Tộc trưởng, chúng con luôn tin tưởng và ủng hộ quyết định của người. Ông Hào, ông Hào, ông Hào. Tốt, tốt lắm. Tí, con nên nhớ, đấu với tộc mặt nạ không phải chuyện dễ. Con và Long hãy đi tìm mũi tên thần mà nội đã ghi trong bức mật thư này. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Còn đây, đây là bảo đao của ông nội con để lại. Nó đã theo ông nội con chinh chiến để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của bộ tộc Yên Thạch chúng ta. Bây giờ ta giao nó lại cho con. Con sẽ không làm bà và mọi người thất vọng. Chiến thắng sẽ thuộc về bộ tộc Yên Thạch. Yên Thạch, Yên Thạch, Yên Thạch. Tay nào cố lấy, tay nào bơi. Hai, thần tổ trưởng ơi, người làm thơ hay quá à. Ở trên cái đỉnh núi này người làm thơ là số 1 luôn á. Ủa, mà sao nay làm thơ mà cái mặt thần tổ trưởng u sầu dữ vậy? Sắp tới đây sẽ có hai người phàm trần lên đây. Hả? Người nói sẽ có hai người phàm trần lên đây sao? Yeah, cái đỉnh núi này 300 năm mấy có người lên đây chơi vui. Các thần nữ ơi, tối nay sẽ có người phàm lên đây, hãy chuẩn bị yến tiệc, quay tưng bừng cái chỗ này lên nào. Thần nữ trưởng, thần lúc nào cũng vậy á, chưa có nói xong là bỏ đi rồi. Thần nữ trưởng ơi, tụi nó có đẹp trai và thông minh như con không?
ơi, tí ơi, mình đi đâu thế? Làm như tao bố mày, mày hỏi đi đâu thế? Ý là tao cũng hỏi á, trong mật thư là tới nơi chưa? Nếu mà trong mật thư đã ghi rõ thì tao với mày đã đến đúng chỗ, và đây là ngọn núi Mau Thành Sơn. Nhưng mà tao có một điều thắc mắc, núi Mau Thành Sơn, núi cũng là núi, Mau Thành cũng là núi, Sơn cũng là núi, không lẽ tao với mày đang ở cái đỉnh núi núi núi? Ờ vậy sao không gọi tắt theo toán học là núi Mũ Ba đi? Mày vẫn chơi hoài à, lên đây nhiệm vụ để đi kiếm các thần, hiểu chưa? Biết rồi. Hả? À? Welcome to núi Mũ Ba. Ai dám đột nhập núi Mũ Ba? Ai vậy? Là ta. Trời đất ơi, coi cha nội từ bolero chui qua đây chi vậy? Ủa tao là chim mà, tao muốn bay đâu tao bay chứ. Tao bay lên đây làm cái gì? Tao lên đây để làm người gác cổng cho ngọn núi Mũ Ba của các vị thần. À, ê cho hỏi tại sao đây gọi là núi Mũ Ba vậy? Đó, ngày xưa có một vị thần tên Ba đi ngang đây bỏ quên cái mũ, chúng sanh gọi là núi Mũ Ba. Ê ê, vậy thí dụ ông Tư lên sao? Mũ Tư. Ông Năm nè. Mũ Năm. Sáu. Mũ Sáu. Ông Bảy. Mũ Bảy. Mũ Tám. Chín. Mày mà nói thêm một tiếng nữa là tao đạp mày xuống núi rồi đổi tên núi luôn nghe mày. Tên gì? Núi đạp mày. Mày đừng có quan tâm tới con két vậy nữa. Nó chửi cao. Kệ nó đi. Bây giờ quan trọng là phải kiếm được các vị thần. Đi. Bơ các vị thần, có người đột nhập núi Mũ Ba. Dám nhập vào núi Mũ Ba. À, dạ 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 hai con đến từ bộ tộc Yên Thạch. Hả? Bộ tộc Yên Thạch? Vậy có tức nghĩa là người phàm. Trời đất ơi, mấy em ơi, còn đứng đây bung bung múa múa cái gì? Đón tiếp khách quý đi. Họ làm cái gì vậy? Tao không biết là có khi nào tao mày đến chỗ lộn chỗ khu nghỉ dưỡng không? Cái gì kia? Ê, là làm theo đi, không là người ta đánh mình đó. Đi vòng vòng. À, bắn kìa, bắn kìa. Không biết chuyện cái gì nữa. Hey, welcome to núi Mũ Ba. Thôi, mấy con điên. Trời đất ơi, tôi muốn thầy về dạy múa là múa cho thần, cho thánh coi. Người phàm nên múa lồng lộn vậy đi vô. Yeah. Mấy con vậy đó, mỗi lần múa loạn thiên đình, múa rung rinh trời đất, múa sức bức sang bang, múa hoang mang một tập thể. Ôi trời ơi, trời đâu ra hai con tiên nữ mặc đồ đàn ông quá vậy? Đâu có, thì tụi con đàn ông mà. Bộ tộc ta mặc đồ xẻ tà vậy chứ bộ. À, chỉ có ông là không biết là ông thần hay là nữ thần. Im, ta là thần đàn ông, chỉ có chút xíu nữ để cỡ lóng tai vậy nè. Ai nói cỡ lóng tai đâu, nhìn thấy full HD rồi. Nghiêm túc đi, các ngươi từ đâu tới? Dạ, hai đứa con đến từ bộ tộc Yên Thạch. Tới đây làm gì? Dạ, con đến là để xin cái mũi tên thần. To gan, tên thần, tên thánh nó phải muốn lấy là lấy đâu. Muốn lấy được mũi tên thần, phải vượt qua ải của các vị thần. Vị thần? Là ải gì? Đó là trò chơi của các vị thần, chấp nhận không? Vị bộ tộc, chấp nhận. Trò chơi bắt đầu. Tốt. Đàn ông phải chấp nhận. Đúng. Để vượt qua tất cả mọi khó khăn. Tao sẽ làm tất cả vì bộ tộc của mình. Chính xác, bộ tộc phải vượt qua hết đúng không? Đúng rồi. Qua. Ở đây có mấy bạn gái dễ thương lắm nè. Mà ủa nó sai cái con tôi đây vậy? Cái tự nhiên sao cổ bạn con lại vậy? Ngươi bình tĩnh đi. Ở trò chơi này tao sẽ hỏi ngươi 6 câu hỏi, chỉ có 60 giây để trả lời. Nếu trả lời không kịp, lưỡi cưa rớt xuống bạn ngươi sẽ chết. Ví dụ. Trời ơi. Ví dụ cho mình vô tâm lý lắc mình chơi nó thiệt hơn, hiểu không? Chơi thiệt tình nha. Thầy giúp nó lên đi. Lên đi. Ê, tí ơi, cái máy này hay quá, cái máy này tự động à. Đâu có đâu, tôi kéo nè. Xin chào nha, tôi tự giới thiệu. Tôi là ông thần máy chém đó, chào mọi người. Đừng có chào nha. Đúng xuống đi. Xin lỗi nha. Nếu mà ông chào tôi một cái là chắc tôi chết luôn. Nghe nè, mới tới, làm quen nha. Làm quen. Vai. Chào đợi được ơi, dựng lên đi. Thần ơi thần, bây giờ bắt đầu đi thần. Bắt đầu, câu hỏi đầu tiên, nếu ta thở gọi là hệ gì?
Ê, ông thở kìa. Thở hả? Hệ gì? Hệ gì hô hô giống ổng á. Ăn hô hô, ta hệ hô quá. Chứ tôi giết mà chết á. Mày thích ăn món gì, thích ăn món gì nhất? Chân gà hấp anh. Nó có chữ đó đó. Hấp hả? Ê, ta hệ hô hấp. Chính xác. Câu hỏi thứ hai, nếu ta là mẹ thiên nhiên gọi là hệ gì? Mẹ thiên nhiên kìa, mẹ thiên nhiên đó. Mẹ thiên nhiên nữa hả? Mẹ phải đẻ là xanh, xanh là sinh, nó sinh, nó sinh cái gì? Hệ sinh đẻ có kế hoạch hả? Sam, không có phải kìa. Không phải chuyển giới nào mà chuyển giới bên kia. Bình thái à, ta hệ sinh thái. Chính xác. Câu hỏi thứ ba, nếu cùng nhau tỏa sáng gọi là hệ gì? Cùng nhau tỏa sáng kìa. Sáng sớm hay qua hồng mấy giờ qua gà ha. Mày hơ cái gì sắp đi bán muối cho trả lời lẹ đi. Cái gì là bầu trời, mặt trời, cái gì đó, cái gì mặt trời. Hệ mặt trời. Chính xác. Yeah. Mặt ông ơi ông. Cái trả lời đúng xong giật lên đi cha nội. Ủa chết cha quên giật hả? Nãy giờ ngủ quên xin lỗi. Trời ơi. Ông bị điên kìa. Ông mà thần giữ cái máy chém phải tỉnh táo, tại sao lại ngủ vậy má? Em mày chửi tao hả? Ra câu hỏi thứ tư, nó có một đám trẻ ăn chơi sao đã gọi là hệ gì? Ê con này tao biết là con này ba mày hay nói với mày á. Vậy hai trả lời đi. Thôi giờ biết cái trả lời chi đứng nhẫn nhơ cho hồi hộp chơi. Tao hồi hộp đi nè. Hư cả một thế hệ. Chính xác. Yeah. Ê, bây giờ tao mới biết là lợi ích của việc ăn chơi á. Trời đất ơi mày ăn chơi lắm mày. Ông có mà ăn chơi đâu. Mày ăn chơi không? Không có mà giận hết thôi à. Thần ơi. Nó người thường mà nó ăn chơi kìa thần. Thôi bình tĩnh đi. Ok kéo xuống đi tiếp tục đi thần ơi. Để con hỏi tiếp theo. Tiếp tục là những chỉ hệ cái gì vậy gì? Ông hỏi con nào ông hỏi khó đi chơi có mấy câu, ông hỏi toàn câu dễ cơ mà. Bây giờ ông hỏi khó lên rồi tôi giả bộ tôi thả lẹ cho cái cha nó, hiểu không? Biết rồi nè, đó bây giờ tiếp tục là những câu hỏi về chữ hệ. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta, cuộc đời ta trải qua mấy hệ? Ông vô duyên quá. Cái đó hệ con không biết hỏi người ta chi. Mày im đi mày để tao nói cho. Trả lời liền đi. Cuộc đời có ông trải qua hai hệ. Hệ gì? Hệ Cao Đẳng Liên Thông Đại học. Chính xác. Đúng rồi kìa, tao nói cái trời đất ơi. Nếu đúng mà bà còn xuống cái gì nữa cha nội. Ê gì cũng trả lời được, bây giờ sao? Bây giờ á, ông hỏi cái câu nào mà bản thân ông không biết luôn á, hiểu không? Nó trả lời không được, cái tôi giả bộ tôi vuốt tay cho rớt xuống chết cha nó. Tao thôi đi. À bây giờ, à có rồi, tao hỏi một câu cuối cùng. Nếu tao biết tao thua mà vẫn hỏi bất chấp gọi là hệ gì? Hệ quả của việc ngu mà lì. Ê đúng rồi kìa. Ê chúc mừng. Bớt giận đi, bớt giận hết đi, xém mày lên đường luôn rồi. Ta kéo lên đi thần. Cái sao không ve tao, ve ổng chi vậy? Cái ve gì tay mày, chối tay đâu mày ve chứ tao. Ê bây giờ thua nữa rồi. Thì thua rồi ổng nghĩ cách khác đi. Không lẽ tôi mới ra rồi ổng để tôi đi vô hết vai. Được rồi. Yên tâm. Cái gì vậy? Anh biết vỗ tay tưởng vui. Thôi kéo lên đi cha nội. Mẻ lưng rồi mày thền cho tao nha tí. Trời hết hồn á, ta nghĩ ra câu hỏi tiếp theo rồi. Hãy nhìn lên màn hình, có người đàn ông trước khi chết đã thốt ra 38 chữ. Hỏi là 38 chữ gì? Trời đất ơi, trước khi chết mà ha thốt ra 38 chữ của ca giọng cổ hả? Cái này là tao thả một lần luôn chứ không thả từ từ nha, để đứt cho nó ngọt. Cái thôi thần ơi, nghe lời. Trước khi chết nó cái gì? Trước khi chết nó cái gì? Tao rất ân hận đi chung với mày. Mày khùng mà không có đủ cái chữ kìa, mày nói cái câu khác đi, không phải tao hỏi. Mẹ mày mất rồi đúng không? Mẹ mày mất rồi. Mẹ mày mất, trước khi mẹ mày mất mẹ mày nói gì với ba mày? Em yêu anh. Không phải luôn kìa, nó không có đủ chữ. Ba mày nói ba mày trước khi ba mất ba mày nói gì nè? Ba tao nói ba tao yêu má mày. Mày vô đây, mày đi vô đây nè. Ôi trời, ba má mày hề quá. Có thần ơi, ok kéo lên đi. Tao nói biết không, còn 5 giây thôi đó. Lẹ đi, tao sợ ông thần này quá. Trời đất ơi, bây giờ còn 5, 4, 3, 2, 1. 38 chữ A, đó là câu trả lời chính xác. Ê, sĩ khoan nha. Một cái câu hỏi mà khó như vậy là sao đoán được 38 chữ A vậy? Thì tâm lý nó chết, nó là chữ A đúng rồi. Không lẽ chết, la y tà lớp. Ê, lần đầu tiên tôi thấy một thằng người phàm mà thông minh như mày. Tao rất nể mày, cho tao lại mày ba lại. Đừng lại nha, đừng lên đi. Bây giờ nè, thần ơi, cái ải tiếp theo còn phải qua là cái ải gì? Nói lẹ đi. Ê, giờ sao ta? Bây giờ á, ông còn vị thần ở trong, thần thông thái kêu ông ra đi. À, xin mời thần thông thái.
Xong anh đi khám. Mấy đại hãy cái lời. Mấy lời hãy lời đây cũng của anh này. Ông, thần ơi, thần thông thái sao nói tiếng gì kỳ vậy? Thì thần thông thái đâu phải thần thông minh đâu. Thần thông thái là thông thạo tiếng Thái. Hãy tiếp theo của nhà ngươi là phải hát cái lương cùng với ông ấy. Ông ấy hát bằng tiếng Thái, ngươi dịch ra hát bằng tiếng Việt. Bắt đầu. Đáp lu khá muôn chạy chờ chút qua. Cứ te men đáy quay khăm nạn chờ muôn tè. Khắp nơi chờ léo bóng mi dụt uống thâm ngạc. Đáp khắp lời chén chờ bóng mi răng ngắn nà mi lèo. Yeah. Tâm ghen ghét cao dài hồng phước bằng sắc quý phi diêm kiều chẳng ai bằng. Được nhà vua ái yêu chân thật chẳng hài lòng nên bà ghen muốn giết tôi rồi bỏ thuốc trong tủ đào. Tết đi ra khắp chạy khắp lời khắp lời khắp dụt. Tôi muốn té thăm nhạc khắp lời khắp lại khắp lùi. Khắp lời khắp lại khắp lùi. Cứ muốn té thả thăm ngàn lèo chờ bon muốn tè thăm ngàn. Yes. Quá thu rụng rơi hoài bên bờ sông lạnh. Em đến bao la rừng một ngày thu tàn yêu quạnh. Cung trời mưa buồn buông lạnh ngơ ngàng đứng bên trong rào. Nhà em đang nói cười rộn ràng. Tới người hát trước đó. Em ơi đã từ lâu anh dệt chiếc lá xanh tim mà dần trăng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chỉ hằng lo giang. Anh là một kẻ cô đơn lạc vào áo mộng nhưng đã lỡ trót yêu ai. Đã lỡ trót yêu ai yêu người con gái. Rồi một chiều đông anh nghe lòng mình tê tái khi bước vào yêu ca bài ca thương nhớ. Anh yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Cho tao lại mày ba lại nữa mày. Mày đâu phải con người nữa đâu. Thôi không, đừng có lại nữa, đứng lên đi. Ê bây giờ dịch đi của tiếng Thái đi. Trời đất ơi, không có đủ cái vốn từ tiếng Thái để dịch luôn á. Trời trời, bổ túc được như đó đó hả? Nhắm làm thần thông tháng, được làm thần thông trống đi. Ê thần ơi, vậy là tụi con thắng rồi đúng không? Ủa, vậy giờ thua hả? Không lẽ ông để thua nó? Nó là con người, mình phải thắng nó thôi, chơi thì chưa cuối nha. Chơi. Ê. Ê, ông thần kia, sao xả rác mặt bạn con vậy? Cái đó không phải rác. Cái đó người ta gọi là mê tình hương. Kể từ bây giờ, trong tâm trí của hắn, người không còn là thằng Long nữa. Người sẽ trở thành bé Long. Ráng sống với nhau hạnh phúc, đây là ai cuối cùng. Ông tới ông, đi ông, ơi. Chào em, người phụ nữ bước ra từ màn hình lên. Tỉnh lại đi. Điên hay tí mà làm cái gì vậy? Tỉnh lại đi tí. Tao còn phải tỉnh tỉnh, tôi tên là Tí. Em có biết em đẹp lắm không? Em em đẹp mà tan nhà nát cửa, đẹp hơn một nửa thế gian. Đẹp mà tiêu tan cây cỏ, đẹp bán bỏ lương tâm. Đẹp gãy căm đứt thắng, đẹp mà đi tắm trắng. Vẫn còn thắm đen, nói chung là anh khen em đẹp. Tỉnh lại đi. Làm cái gì vậy? Mày tỉnh lại đi tí, tao lông mà. Em càng tan, anh lại càng yêu em hơn. Gì vậy, tí mày làm gì bình tĩnh lên đi. Đến đây. Tí mày làm gì vậy tí? Đến đây đi. Đến. Đó. Đó không không. Anh tí. Đây là bảo đao mà nòi đã giao cho mình trước khi lên đường nhằm nhắc nhở sinh mạng của mình vẫn còn phía trước. Mọi người đang chờ mày, cả bộ tộc đang chờ mày. Tỉnh lại đi tí. Đây là bảo đao của ông nội con để lại. Nó đã theo ông nội con chinh chiến để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của bộ tộc Yên Thạch chúng ta. Hãy mang chiến thắng về cho Yên Thạch. Yên Thạch! Yên Thạch! Yên Thạch! Nhiệm vụ của chúng ta là
phải lấy được mũi tên thần. Hay lắm Tiên, mày tính rồi. Con xin các thần, xin các thần đừng thử thách con nữa. Hãy cho con cái mũi tên và trở về với bộ tộc của mình đi. Ta biết điều đó, nhưng mũi tên này một khi đã bắn ra thì hàng ngàn hàng vạn người sẽ chết. Ta không thể nào giao chân người phạm trần các ngươi được. Thật ơi, nếu như không có mũi tên này, bộ tộc của con sẽ bị diệt vong. Con xin thần. Các ngươi cũng biết rằng chiến tranh sẽ sinh ra sự hy sinh và mất mát. Giả lại, mũi tên này nếu muốn sử dụng được thì một trong hai người phải có người chấp nhận hy sinh. Không, đâu mày tính lên đi. Mày hãy để tao. Mày, đi à, mày là người giỏi tức, tao cần mày hơn. Nhưng mày phải thừa biết một điều, mũi tên này rất pháp lực, rất cao cường. Mày hãy đem cái mũi tên này về để cứu bộ tộc mình đi. Không để, đâu, không để đây cho tao. Long, cho ra. Dạ. Anh Long. Đi rồi thì... Đi bây giờ là chúng ta phải chiến đấu vì A Long, vì Yên Thành. Lên! Tập phó, tổng trưởng, con xin các người hãy mau rút lên núi tìm vị trí tốt nhất để bắn mũi tên. Con sẽ ở đây cầm cự. Được. Đi! Quân! Tiến vào! Tao đã nói với bộ tộc Yên Thạch của chúng bay rồi. Chúng bay là một bộ tộc nhỏ thì làm sao có thể địch lại đại tộc của chúng tao. Chúng bay dám thách thức chúng tao thì ngày hôm nay tao sẽ cho toàn thể chúng bay biết thế nào là lễ độ. Giết! Yeah!
lũ ngoại xâm nghe đây. Đất này, trời này, biển này là của Yên Thạch. Ai xâm phạm đều phải bị tiêu diệt. Quân lên! Yên Thạch quay trường tơ. Chúc mừng cho Tuấn Dũng đã hoàn thành xong một dự thi của mình. Xin được cảm ơn Lạc Hoàng Long, Hữu Đằng đã quay trở lại cùng với nhóm X-Pro cũng như các diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân đã hỗ trợ cho Tuấn Dũng. Và cũng xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Sơn đã hỗ trợ dàn dựng vũ đạo và võ thuật cho tiết mục này. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho Tuấn Dũng. Và bây giờ xin mời thí sinh nghệ sĩ trẻ Tuấn Dũng cùng bước vào vị trí trung tâm của sân khấu để chúng ta lắng nghe đôi điều chia sẻ của ban giám khảo và các vị quân sư mỹ nhân. Đầu tiên chúng tôi xin được phép kính mời nghệ sĩ Kiều Oanh sẽ chia sẻ cảm xúc với đêm thi cuối cùng này cùng với thí sinh Tuấn Dũng. Oanh rất là cảm ơn khi mà Oanh được nói câu nói đầu tiên, con xin phép mẹ. Thật sự thì bây giờ nước ngộ lắm, không biết làm sao mà tự nhiên nước mắt trào tới bây giờ, cái cảm giác nó nổi hết da gà, không biết như thế nào. Có lẽ tất cả quý vị cũng sẽ cùng cái tâm lý đó với Kiều Oanh. Oanh nghĩ là sẽ không ai mà giấu được cái cảm xúc này. Một lần nữa cảm ơn một Tuấn Dũng thông minh, lém lĩnh trong cách dàn dựng và trong cái diễn xuất. Không cần phải nói hoành tráng đẹp gì nữa, mình không nói gì đã hiện hiện ở trước mắt và tất cả tiếng vỗ tay quý vị đã nói hết rồi. Một lần nữa, cảm ơn ba của Tuấn Dũng. Kiều Anh cũng may mắn được làm việc với anh rồi. Và một người nghệ sĩ hết tâm, hết nghề. Đó, nghệ sĩ là như vậy. Chúng ta có thể nghèo, mình không giàu đâu, nhưng những cái cống hiến nghệ thuật của mình sẽ để lại, mãi mãi sẽ để lại. Và một lần nữa, ba anh Tuấn Dũng, ba của Tuấn Dũng ơi, anh đang ở đâu em không biết, nhưng mà em chỉ nói câu như thế này: hy sinh đời cha đi củng cố đời con, sự hy sinh của anh nó đã không có uổng phí rồi. Như thế là trong đêm thi hôm nay thì nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu má luôn vỗ tay và luôn thích thú mỗi khi Tuấn Dũng biểu diễn những tiết mục trong phần dự thi này. Xin mời má sẽ cho nhận xét ạ. Ốc Dũng có bà nội đây. Con rất là xứng đáng để nối ngôi bà nội. Và tiếp theo đây, với những lời nhận xét có cánh của hai vị giám khảo đáng kính của chúng tôi, thì bây giờ chúng ta sẽ được lắng nghe cảm xúc của vị quân sư tuyệt vời của Cựu Sĩ Việt 2016, Diệp Tiên cùng với mỹ nhân Nam Thư. Chắc chắn Diệp Tiên sẽ có rất nhiều tình cảm để dành cho chiến binh xuất sắc nhất của mình, đúng không ạ? Trước hết thì anh xin chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc cái bài thi của mình. Ngày hôm nay, thật sự ra hôm nay là chung kết, thì anh thấy rằng là em diễn rất là tốt. Thì nó chung kết thôi, nhưng mà thật sự đây là cái phần biểu diễn của em. Tại thi thì em đã trải qua hết 11 vòng rồi. Và ngày hôm nay thì em đã chứng tỏ được cho mọi người thấy được rằng khả năng của em như thế nào. Anh chúc em sau cuộc thi này sẽ thành công hơn nữa. Xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên rất nhiều. Còn riêng về cảm nhận của chị dành cho Dũng hôm nay, thật sự là như vậy. Coi bài của Dũng, tất nhiên trong quá trình em tập thì rõ ràng là chị và anh Tiên cùng đồng hành. Nhưng mà hôm nay ra sân khấu, đối với chị một cảm xúc duy nhất, từng bước, từng câu nói của Dũng làm cho chị cảm thấy tự hào. Và coi cái bài của em xong chị cảm thấy tự hào lắm. Mà Thư nghĩ là không riêng gì mọi người ở đây, mọi người khán giả đang coi truyền hình và tất cả những ai đang yêu thương đều tự hào về Tuấn Dũng trong đêm hôm nay. Cảm ơn Nam Thư rất nhiều, cảm ơn Diệp Tiên. Mèo Mèo đã quay trở lại và lời hại ơn xưa. Thưa quý vị, đêm nay đã là đêm 29 Tết và chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang rồi các chuyến giao từ năm cũ sang năm mới, năm Đinh Dậu 2017. Và tôi, chị Dậu xin hứa, chị Mèo
không phải thất vọng khi đến với đêm mini live show của Gia Bảo đêm này. Và thưa quý vị, người ta vẫn thường nói đấy quý vị, cuộc đời nghệ sĩ lắm trầm luôn bi thương thảm thiết. Khi mà vào cuối cuộc đời của mình không còn được sống trong hào hoa vinh hiển nữa. Nhưng mà đối với Gia Bảo, anh ta đã từng một thời rất oanh liệt, và cho đến giờ chỉ còn liệt mà không còn oanh. Thì đó chưa bao giờ là dấu chấm hết sự nghiệp. Và bây giờ, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để nghênh đón một sở trường, một làn hơi danh bất hư truyền của nhạc phẩm tân nhạc Bolero trữ tình, Biến Tình. Đồng nghe sóng vỗ từ lớn xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng xanh với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều mơn vơn. Trăng nhô lên cao, trăng ngắn trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đang cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì cô em, ngày sai sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ai ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ai ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ai ân, không còn những chiều bâng khuâng. Anh ơi, sao em muốn tắm biển? Thì em tắm đi, mình ra biển mà. Ý anh ơi, sao nữa? Cá mập nó liếc em kìa. Thì nó gặp bạn nữa nó mừng thôi mà. Trời. Anh này, sao anh ơi, em muốn làm Rose trong Titanic thì làm thôi. Em cho người ta thấy anh chút đã. Đi đổi chỗ đi anh. Vô. Thế nó kỳ quá em ơi. Anh ơi. Sao? Thôi em về nha. Sao giờ mới tới mà? Đi chơi đêm má là. Má nó muốn đi chơi thì sáng hãy về, chứ đừng về lỡ cỡ má giật mình má là. Thôi em đừng có nói sao. Em về nha. Thôi mà em ơi, mình chưa tắm biển mà. Quý vị thấy đó, tôi thì vẫn cứ tin rằng là cái chìa khóa giải trí lớn nhất. Mà đứng sau lưng em phải không? Cái chìa khóa giải trí lớn nhất vẫn là tiềm thức. Và tiềm thức đó không chỉ đến trong những bản tình ca Bolero, mà đôi khi đến trong cả ký ức về những nụ cười. Tôi cứ nhớ cái hồi thập niên 80 đó, có tivi đèn trắng có gì đâu, tối thứ năm nào cũng rình coi trong nhà ngoài phố, rồi cuối tuần á thì xin ba má có chút tiền đi coi đại nhạc hội nha quý vị. Cái đó là sang lắm mới được đi coi, mà khổ lắm, ngày xưa cái sân khấu của đại nhạc hội thì có cảnh trí chi đâu, đâu có hiện đại như truyền hình bây giờ.
chỉ có hai người nghệ sĩ, hai cây mic vậy mà tài tình ghê cơ. Có một câu chuyện thôi mà dẫn người ta đến cả một cái vùng không gian ngày Tết. Nào là đi ăn giỗ ư, đi coi đám cưới ư, cái rồi anh có cái tiết mục chi, tôi có cái tiết mục chi. Cứ mang cái tài của mình mà bày biện ra cùng với khán giả. Bấy nhiêu thôi, có những bài hát khi nhắc lại ta có thể rơi lệ. Nhưng có những huyền thoại, những danh hài khi nhắc đến tên ta cũng thổn thức. Vì trong giá trị của nụ cười đó có giá trị của hoài niệm. Và như tôi nói đó, hoài niệm vẫn là chìa khóa hàng đầu làm nên giá trị giải trí. Và mời quý vị theo chân tôi tới một cái đại nhạc hội như vậy. Mình nhìn ngắm lại hai tượng đài, tôi có thể gọi là danh hài, với cái duyên rất là riêng của họ ứng đối trên sân khấu đại nhạc hội. Mà thế thôi hình thành nên cả một trường phái tấu hài. Nghe vài mảng miếng dẫu đã cũ nhưng tôi tin rằng có những nụ cười không bao giờ cũ. Xin mời quý vị đến với màn tái hiện hài danh hài huyền thoại Bảo Quốc và Duy Phương. Tài đất ơi, Tài ơi, anh đi đâu này? Tài ơi, đi thi Cười Xuyên Việt. Tài đất ơi, anh đi đâu đây? Tôi cũng đi thi Cười Xuyên Việt đó. Tài ơi, anh đi thi Cười Xuyên Việt chứ còn gì nữa. Trời ơi, rồi chị nghe tôi hỏi nè, sao lúc này còn ở chỗ cũ không? Lúc này qua chỗ mới rồi. Chỗ mới ở đâu hả? Ở kế bên chỗ cũ á. Còn anh sao? Dạo này à, còn ở chỗ cũ không? Tôi ở chỗ mới rồi. Anh ở đâu à? Kế bên chỗ cũ. Rồi, đi thi có tài năng gì không cha? Trời ơi, tài năng là dư sức một bụng luôn. Anh có tài năng gì thể hiện tôi nghe thử coi. Trời ơi, tài năng ca hát chứ. Nhưng mà trước khi ca hát là mình phải biết cầu chúc quý vị khán giả chứ. Chúc thử cho nghe coi nè. Tôi cầu chúc trước nha. Rồi. Dạ, năm mới xuân sang pháo nổ, kính chúc quý vị làm ăn chỉ có lời chứ không có lỗ. Tiền bạc thì một rổ, hai cái tay để không sao không dỗ. Đây anh đi, tới anh đi. Quá hay, bây giờ tới tôi không? À, à. Và bước sang thềm năm mới, tôi xin kính chúc tất cả quý vị được vạn sự như ý. Quá. Sức khỏe đàn ông thì luôn bền bỉ. Xin chúc cho tất cả các chị em phụ nữ luôn luôn đẹp mê ly để không cần đi thẩm mỹ. Lời chúc của tôi đến đây đã hết ý. Nếu quý vị tới hai cho một tràng vỗ tay gọi là quan hệ. Quá cha nội ơi. Vui quá trời vui à. Thôi à, rồi bây giờ bắt đầu ca hát rồi đi. Rồi chơi, bây giờ tôi với anh nè, nếu như anh nói anh biết ca đúng không? Tôi với anh thi ca đàng hoàng. Thi ca sao nói nghe coi. Bây giờ tôi với anh ca 12 con giáp đi. 12 con giáp hát được con tí thì thôi lâu lắm ông ơi. Bây giờ vậy nè, bây giờ chuẩn bị là từ năm Bính Thân qua Đinh Dậu đúng không? Bây giờ anh hát khỉ luôn, hát gà phải không? Rồi bây giờ tôi tự con khỉ quan gà nha. Rồi anh hát khỉ đi. Rồi nghe nè nha. Vô nè, vô nè. Tèo 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 tèo. Tèo tèo chứ chùm chứ chùm chứ chứ chùm chứ. Anh có nghe gì kêu không? Không. Anh có làm điều gì gian dối với tôi không? Không. Thế tại sao trong mắt anh lại hiện lên hai chữ láo lếu thế? Hai đứa mình hiểu ý nhau hả? Hiểu ý quá trời. Anh hát cái gì kệ vậy? Ủa vậy tôi hát con khỉ mà. Tèo 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 đó là con khỉ đó. Đâu có nghe chữ nào con khỉ đâu. Thì tôi ngủ không. Tèo 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 là con khỉ đó. Trời ơi cha nội chơi kỳ quá cha nội. Thôi bây giờ tôi anh hát đi, nói nhiều quá ca nha. Rồi. Tèo 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 tèo. Chích chù chích chù chích chù chích. Anh à, không có nhẫn à. Giống quá. Trời ơi. Nhớ tới tới tôi nè. Bây giờ anh vô cái con Đinh Dậu con gà nè. Con gà phải không? Vô con gà nè. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, kết nhau cái dậu mong tới sanh gà. Ủa dậu đâu đâu? Dậu đó. Khoan khoan, chưa nghe con gà mà dậu. Cái dậu mong tới sanh gà. À, được rồi, được rồi. Ta ăn chó đi lạ lên nè. Tới tôi con chó vô. Rồi, ra đây mà xem, con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc. Con cóc nó ngồi trong hốc, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con chó con. Hai. Cái bài con gốc mà anh đừng ăn gian, tôi hát cái chữ con chó con đàng hoàng rõ ràng. Thấy cái mặt giận không? Mặt giận giống quá à. Dạ tới tôi ăn heo phải không? Rồi vô ăn heo nè. I hate myself, I fall in you. I hate myself, ba mày đưa tao thiết heo. Ê ê ê ê, anh hát nhạc gì, hát nhạc chơi anh chơi kỳ quá. Mấy sao con heo thôi. Thôi thôi anh hát đàng hoàng đi, ngắn gọn xúc tích. Vô. Hôm nay thu sang cùng heo mê.
quá hay. Hay không? Hay không? Hay không? Chịu, tôi chịu. Tại chẳng hai đứa mình đó là hay quá rồi. Quá hay. Bây giờ mình tới chương trình thì mình thấy đúng không? Đúng rồi. Trước khi đi mình chào bà con cô bác rồi đi chứ. Chào. Dạ giám hai, Gia Bảo, Duy Phước, xin chào. Vô lãnh tiền về. Kính thưa quý vị, vậy là hành trình hồi ức của chúng ta với... Sau đây là 5 phút chương trình thời sự. Thưa quý vị, vào trong dịp Tết âm lịch, chị em mua sắm rất nhiều, đừng ham hàng hiệu. Mua online đôi khi gặp phải những cái trường hợp dở khóc dở cười. Và sau đây là một minh chứng dạng hình ảnh giữa hàng hiệu và hàng fake order online. Dạ vâng, hàng chính hãng thì nó cũng có cái giá, chứ em order rất tiện dụng thưa chị. Dạ em xin giới thiệu em phiên bản handmade trái thúy mèo mèo. Dạ từ đầu tới chân em là làm bằng tay hết đó quý vị. Dạ theo quý vị thì giữa em và cô ấy quý vị chọn ai? Cảm ơn quý vị đã chọn em. Chiêu trò thì nhiều lắm đó cô em, nhưng mà nghệ sĩ mà trong một cuộc chơi hay là một cuộc thi đi chăng nữa thì cũng phải dùng cái gì cưng biết không? Cái bản lĩnh nghề nghiệp của mình mang ra mà chơi với nhau mới đáng mặt là nghệ sĩ. Tôi thách cô em đó. Dạ vâng, em chấp chị ba câu dẫn trước. Đừng trách chế không khách sáo. Kính thưa quý vị, thế là cái hành trình ký ức đó, chúng ta cứ tìm về, chúng ta cứ khắc khoải nhớ một thời. Dạ vâng thưa quý vị, Sài Gòn trong mắt tôi luôn luôn đẹp. Dẫu nó tàn nhẫn, thực tế lạnh lùng với nhiều người đang sống. Ôi người đàn bà, đôi khi nhan sắc cho phép nàng một cái quyền rằng tàn nhẫn. Cái sự tàn nhẫn nó khiến cho người ta cứ nhớ hoài, cứ rỉ máu. Dạ vâng, ơi quý vị ơi, đàn bà là những niềm đau, đàn bà làm tim rỉ máu mà người ta vẫn có câu hát rằng ôi đàn bò là những niềm đau, đàn bò là... Đôi khi những cái tiếng tình ca như vậy lại khiến người ta khắc khoải nhớ, khắc dạ khoải. Dạ vâng, đúng quý vị, nhà em thuê tháng 2,5 triệu quý vị, làm tháng 1,5 triệu tôi có nhà 2,5 triệu tiền. Và cái đời sống của bà con bình dân nó làm nên một cái bức tranh đại cảnh của Sài Gòn như vậy. Có kẻ giàu có, thực tế là có kẻ giàu và có kẻ nghèo, có người từ xa xứ đến và có người cũng quý vị người ta. Xong rồi. Dạ. Vâng thưa quý vị, và sau đây một danh hài có thể là không chỉ là hậu duệ của một danh hài khác mà nàng còn là hậu duệ của một hạt minh châu của sân khấu cải lương cổ nhạc Nam Bộ Việt Nam. Chúng tôi đang muốn nói đến một tiết mục cải lương hòa quảng đó quý vị. Dạ. Có thích khách xâm phạm thiên đình. Kẻ nào, kẻ nào dám khuấy động chuông thiên môn? Dạ cho con hỏi, ba người là ai vậy? Chúng ta là Tiểu Tiên. Ủa, bọn trên đây tất cả đều tên là Tiểu Tiên hết hả? Đạo tá, mỗi đứa có một tên riêng. Ta là Thủy Tiên. Còn ta là Tốt Tiên. Còn ta là Tiên Tiên. Con ơi, con ta là Suối Tiên. Cái gì? Bộ Long Long Quy Phụng về đây hội tụ vô bạn hết rồi hả? Nhìn tôi không biết ngươi là con gì hả? Con gì vậy? Ta chính là con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ vô đây làm chi? Hả? Nhớ hả? Nếu có lên đây để quấy động thiên đình, bắt đi ra. Mạnh quá. Dạ trời. Kẻ nào giống trống kêu oan?
con dịnh cho kỹ vào, kẻ tôi lung lai tâm lý. Có chuyện gì mà náo động chốn thiên cung? Bà ơi, bà cho con hỏi bà là ai vậy? Ta chính là Hằng Nga tiên nữ. Bà có phải là Hằng Nga tiên nữ trong truyền thuyết mà mỗi lần trung thu hay đi chơi không? Đúng vậy. Ồ, văn kỳ thanh bất kiết kỳ hình, nghe danh đã lâu mới gặp được bà. Gặp được sắc đẹp của bà rồi, con thề không đi chơi trung thu nữa. Ủa, tại sao vậy con? Tại vì bà có một cái nét đẹp, cái mặt bà bự hơn cái mặt trăng nữa bà ơi. Thấy kệ con, dẫu con và bọn trẻ nhân loại từ chối ta, ta vẫn còn cái ánh trăng kia làm tri kỷ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trời ơi, sao bà bán luôn tri kỷ vậy? Ta lộn. Nhưng mà còn con, nãy giờ chắc vất vả lắm phải không? Thở đi con, tranh thủ lúc này thở đi con. Thở xong rồi hát cho ta nghe. Con lên đây để làm chi? Lòng con phân to đuôi đầu cầu xin thánh tiên. Người xót thương tình ban cho cánh hoa, mẫu đơn mang về trù mang tí nương. Vì sao nàng ta chết? Do tay người gian tham, vinh quang bát vàng công danh, quên đi thâm tình còn thơ, ra tay lại giết con, ôi nghiệp quang. Lời nói đó có tin thay với con đi sao đành, là kê mâu chẳng ai điên dứt đi câu thâm tình. Nếu đó vô giá phải tội, thần mà lòng ta thứ tha. Còn bằng gian thì tôi chết, về đi con ta chẳng tha. Trời khó thâu, nói đau thương, ước hoàng cho thân này. Xin cho con về, xin hãy dừng thương con, cho cánh hoa mang về. Xong rồi, tiếp tục thở đi con. Thì ra chuyện là như vậy, con muốn lấy qua mẫu đơn tiên à? Dạ đúng như vậy à. Không phải xin là cho, con phải order là ship. Để lấy được qua mẫu đơn của thiên đình, con phải trải qua câu hỏi kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Câu hỏi gì thưa bà? Con hãy trả lời cho ta biết, 5 cộng 5 bằng mấy? Bà hỏi một câu hỏi gì sử dụng loài khí tụi con? Con đừng khinh thường nó, khó lắm đó. Trả lời đi, 5 cộng 5 bằng mấy? 5 cộng 5 chắc chắn là bằng 9 rồi. Con được phi thường. Nè bông lấy về đi con, đưa bông nó đi con, lẹ lên. Sao vậy bà? Lẹ đi con. Sao vậy? Ta nghĩ với tài trí này của con, ta có hỏi thêm nữa cũng như không, ta cạn lời. Vậy là con đã lấy được rồi. Về đi con, may mắn và bình an nhé. Con xin cảm ơn bà. Xin lỗi quý vị khán giả, chỉ có một phút à, bị sơ sẩy, bị quý vị khán giả. Quý vị khán giả ơi,
chương trình còn hay dữ lắm quý vị ơi. Không ai coi. Không còn. Không còn ai coi nữa rồi. Mình ơi, mình ơi mình, hôm qua anh mới hát cái mình, anh hát ở đâu á, là khán giả nghẹt rạp ở đó hết mình, anh xuống một con dòng tổ ha, khán giả vỗ tay nè, anh quăng một cái câu hài, cười bể rạp mình ơi, hôm nay đi hết trơn rồi mình ơi, anh hết thời rồi mình ơi. Mình ơi, mình. Mình nghe em nói nè, em đã ở bên cạnh mình từ lúc mình ở đỉnh cao của sự nghiệp, và bây giờ sắp bước qua con dốc cuối cùng của cuộc đời rồi. Em vẫn mãi mãi là một khán giả trung thành của mình. Hát đi mình, hát đi mình. Tôi không đừng hát nữa. Hát đi mình. Tôi không hát. Hát đi mình. Mình không hát cho khán giả, mình hát cho chính bản thân mình đi. Hát đi mình. Hát đi mình. Từng đêm nâng đàn đổi từng vui buồn, xưa sáng xế hò xứ liêu phàm xứ liêu công xê. Rồi khi màn dung sông thu kết về bóng đêm, trả yêu thương lời ca thoáng trên đầu. Chiến lũy hàng vạn dân quân tướng sĩ, đêm từng đêm, ngày qua ngày, dạo nồi dao gươm kề gươm đánh đuổi quân thù xâm lược để bảo vệ giành lấy từng tấc đất quê hương. Thế mà ở tận chôn cung dương lại có một kẻ bán máu dân để mưu cầu địa vị. Xin Thái Hậu hãy chém đầu thần trước rồi tùy nghi tha tướng Dương sao. Mình ơi Mình ơi! Tôi đã nói không được rồi mà. Tại sao mình cứ ngoan cố như vậy? Bác sĩ, sức khỏe của ông ấy rất quan trọng. Tôi đã ngăn cản rất nhiều lần mà không được. Đây là tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời ông. Nhưng mà sinh mạng của ông ấy thì sao? Tôi xin bác sĩ, tôi nói rất tất nhiều lần mọi thứ. Âm thanh, ánh sáng, MC đâu? MC! Dù vậy? Làm cái gì vậy? Đang giữ xe, trời ơi, tôi tưởng xong rồi, tôi ra, tôi thay đồ giữ xe. Dẫn vô chương trình nhanh lên. Và MC nữa đâu? Trong đó đó. Cái gì, khói. Các bạn sẽ cấp cứu liền. Được chưa? Cái gì vậy? Gì? Cái gì vậy? Thì cô đòi khói lạnh, rồi tôi bán cơm tắm với khói lạnh đâu ra tiền mua. Thì phò bổ bán cơm tắm, lấy lòi nước sườn quạt gần chết đây nè. Trời ơi, đi ra. Còn MC nữa đâu rồi? Còn MC nữa đâu, nhanh lên. Bên đây chạy nước biển á. Nhanh lên. Bà mèo, vô bà mèo. Bà mèo. Sao vậy chị? Trời đất ơi. Dẫn vô chương trình, nhanh lên. Tôi nghĩ là không ổn đó chị à. Không được, dẫn vô chương trình, nhanh lên. Thưa thầy Đốc, ở trên sân khấu này chúng tôi biết được điều gì tốt nhất cho người đàn ông đó.
Xin phép thầy đốc. Làm sao có thể không nghĩ? Xin phép thầy đốc và cái môn khoa học của thầy đứng dẹp qua một bên đó. Dẫn dẫn đi, quý vị. Thưa quý vị, đến chị mèo nói. Để chị. Kính thưa quý vị, đêm nay đã là 29 Tết. Anh em tụi tôi còn đứng ở đây chứ chưa có sửa soạn chi hết trơn. Nhưng mà chắc là quý vị thì ai trong nhà cũng có ít nhất một chậu bông mai. Rồi dăm ba bữa nữa, xuân tàn hết Tết, chúng ta sẽ thấy cái cảnh những cái xe rác đi trên đường phố chở những cành bông mai đã được phế thải. Nguy kịch lắm rồi. Và không có ai bao giờ ngừng lại để hỏi một cành mai là vì sao biết mình đã bị thải bỏ mà vẫn cứ nở hoa. Và không ai hỏi một người nghệ sĩ rằng vì sao đã bị lãng quên mà vẫn cứ ca, cứ diễn. Vì đó là lẽ tự nhiên của một cành hoa Tết hay là một người nghệ sĩ. Có lẽ sinh ra, có phúc phần và có nghiệp mệnh. Nghệ sĩ thì có nhiều tham vọng lắm thưa quý vị. Nhưng tham vọng tối thượng của một nghệ sĩ đó là được chết trong vùng ánh sáng. Dẫu đó là thứ ánh sáng có thể hủy hoại người ta vĩnh viễn. Tất cả đã sẵn sàng. Mình ơi, diễn đi mình ơi. Diễn đi. Ai còn thương mình hay không? Tôi còn sống dai lắm. Ông Bảo! Ông Bảo! Trời ơi! Ông Bảo ơi! Bà đừng có đánh ông xỉu nữa bây giờ. Tôi diễn. Tôi diễn mà không ai biết tôi diễn hay tôi hay không? Cảm ơn. Còn cảm ơn tổ nghiệp cứu con mạng này. Cảm ơn khán giả mấy chục năm đã tạo nên tên tuổi cho tôi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cảm ơn mình. Quý vị ơi, nếu như mà bây giờ tôi được ngã xuống đây tôi chết, quý vị mừng cho tôi đi. Tại vì tất cả những người nào làm nghệ thuật cũng mong một lần được chết trên sân khấu. Chưa đâu, tôi còn hát cái Tết này nữa. Tôi hát cái Tết này xong á, nếu mà tôi hát không nổi nữa, tôi dạy mấy đứa nhỏ mà nó yêu nghề, nó lại tôi dạy nó học. Thầy tôi, bà Bảy Phùng Há nằm trên giường liệt mà vẫn bật dậy thi phạm và lữ bố thì xa chi cái thân của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Hát với tôi đi. Hát với tôi cái bài mà trong giới hài hay hát đó. Với một anh hề tôi sợ nước mắt lắm. Đừng khóc. Hát với tôi đi. Hát đi. Anh em nghệ sĩ chúng ta cùng hòa lời ca, mong sao tiếng cười đem đến niềm vui mọi nhà. Cười lên đi để quên nhọc nhằn, cười lên cho thấy vui, hãy cười lên nhé, ha ha, cùng cười lên đi. Thật quá vui đón xuân sang mọi miền đất nước, năm nay mọi người vui đón mùa xuân thành hình. Cùng nhau kính chúc mọi người được hạnh phúc ấm no, gặp điều may mắn, ha ha, còn đời yên vui. Chúc cho mọi nhà yên vui. Xin chúc mừng nghệ sĩ Gia Bảo vừa hoàn thành rất xuất sắc phần thi của mình. Luôn luôn là một Gia Bảo tràn đầy năng lượng, sức sống và đầy tươi trẻ. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn phần trợ diễn của nghệ sĩ Thanh Hiền, Hồng Trang, Minh Dự, Hồng Thanh, Duy Phước, Trịnh Tú Trung, Vũ Đoàn ABC và đặc biệt là nghệ sĩ khách mời, nhà báo Trác Thư Miêu và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được phép mời nghệ sĩ Gia Bảo nán lại trên sân khấu để lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và ngày hôm nay chúng tôi thấy được có sự hiện diện của gia đình nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, và chắc chắn là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cũng rất là hài lòng về nghệ sĩ Gia Bảo, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, trước tiên thì con xin chào ba, và con xin phép ba cho con nhận xét cháu một chút xíu. Dạ, con chào ba. Con chào mẹ. Gia Bảo, thật sự thì có lẽ tất cả khán giả cũng như là những người đồng nghiệp khi xem những cái tiết mục của con thì con đầu tư rất là kỹ càng, và những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái mảng miếng rất nhỏ nhưng con kết nối sâu chuỗi nó thành một cái miếng thật là lớn. Những cái tích tắc thôi mà làm cho mọi người phải cười ngất, giống như là cái lúc mà ba người đang hát sau tự nhiên có cái câu cuối cùng ấy, anh chàng nghe ảnh lên cái con hát đó, nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà làm cho mọi người cười. Và con còn làm được cái sự lắng động. Và ngày hôm nay con đã dốc hết sức mình của con ra. Thật sự ra thì có lẽ là về giả giọng hát hay là làm người này người kia thì có lẽ con làm nhiều lắm rồi. Nhưng ngày hôm nay riêng bản thân của ba rồi, ba còn sợ con luôn, là tại con ông nội ngồi dưới đây mà con dám giả ông nội là con gan dữ lắm rồi. Và ngày hôm nay thật sự ra thì như khán giả cũng đã thấy rồi, tiết mục của Gia Bảo đầu tư và cái khách mời cũng như tất cả những mảng miếng mà dành cho khách mời đều có hết. Và cái đó là cái sự sáng tạo của con cùng với người đồng hành của con, đó là vợ con, đó là Thanh Hiền. Và ngày hôm nay con đã có mùa xuân rồi đó, mới ngày 29 Tết thôi nhưng mà con đã có mùa xuân rất là ấm áp khi có ông nội bà nội nè, có cô có dượng nè, có gia đình ủng hộ con. Đó là cái ủng hộ về tinh thần gia đình cho con, và khán giả đang ủng hộ con rất là nhiều, đó là khán giả ủng hộ về nghề nghiệp của con. Và chúc con nhiều may mắn. Cảm ơn Gia Bảo với tiết mục rất dễ thương, rất tốt. Cảm ơn con. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều ạ. Xin chào, trái ngọc lại của ta, trái ngọc lại của ta. Điều đặt dưới tay trong em không quên được câu ca, tình yêu anh trao cho em khi xưa đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không mua tranh được đâu. Gạt nước mắt để đôi đó đi em, em biết rằng không thể che được được nụ cười đau thương kia. Nước mắt đôi vẫn rơi vì em, vì em, vì em, vì em. Ô bày bè, ô bày bè, ô bày bè. Đừng nhìn em ngừa đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu anh cũng là anh gái xưa anh còn là anh. Anh muốn quay lưng quên nó đi, quên nó đi, quên đi. Tình nhân trong anh giờ toàn là giả dối. Xin hãy là em của ngày hôm qua, xin hãy là em của ngày hôm qua. Để bỏ mặc em một mình nơi đây, dừng lại và xóa đi nhẹ kia. Thôi nghỉ đi bà ơi, thôi nghỉ đi. Cái gì mà cái tuồng này tập bao nhiêu lần rồi mà có cái này không mà hát cũng không được. Anh không hiểu em sao? Tại anh không đang nấu ăn dưới bếp, thấy nhảy nhảy xuống. Trời ơi Liều ơi, bài này hay quá, đem lên đây diễn đi em. Ừ mà... thì em cho đem, lúc còn anh nói em vậy. Nói nghe nè, mà anh công nhận nha, em là em chỉ đóng hề được thôi, chứ không bao giờ mà em đóng đào được. Đóng đào nó kỳ lắm nha. Nói anh nói em nữa, trách là trách chị Thúy Liễu kìa. Vụ gì, ngồi đây kể nghe. Trời ơi, nguyên cái đoàn ăn hát của mình nhờ bả không hà. Tự nhiên cái bả đi bả bệnh anh, bả bệnh bả ốm. Mà anh nhìn đi, trên dưới trong ngoài cái đoàn này, có ai đủ sức lực, có ai đủ can đảm để đứt cái vai của chị? Có ai, có ai, có ai không? Không, có em. Em duyên quá vậy. Mà anh ơi, em thương chị Thí Liễu lắm, em lo cho chị quá trời à anh. Đêm nào em cũng cầu nguyện cho chị hết trơn á. Em cầu làm sao? Trời đất ơi, hoành tráng cái đó hả? Đêm đêm em nguyện đất trời à, cầu cho chị Liễu sụng rời tay chân. Trời đất ơi, con quỷ, mày ác vậy luôn đó hả? Không phải ác đâu, tại chị xúc phạm nghề nghiệp em. Xúc sao? Tao nói bữa đó hen, chị đang diễn cái tuồng mà Lương Sơn Bá chúc anh đài. Trời đất ơi, em mê cái tuồng nó dữ lắm. Cái em đang nấu ăn nè, đang kho cá cầm bịch muối. Trời hay quá chị ơi, hay quá chị ơi, hay quá chị ơi. Hết luôn. Hả? Thôi mày có tâm quá vậy. Đó, vậy cái tự nhiên vậy ba chửi em.
Liều ơi Liều, em nấu ăn cái kiểu gì mà mặn quá làm sao chị ăn được? Có ăn là mừng rồi, tự nhiên đi chửi em vậy nên em ghét em mới cầu vậy. Chứ thật sự em thương chị, em cầu lại nha. Cầu lại đi, cầu lại cho có tâm chút nha. Rồi, 2, 3, vô. Đêm đêm em nguyện đất trời cầu cho chị Liều suốt đời bình an. Ồ, đó con. Hay quá gái ơi. Ồ, em thương em chị. Anh ơi, tuồng tối nay em thuộc rồi, mà tuồng này em không có thuộc. Thôi bây giờ nói chung là cái tuồng tối nay là thuộc rồi đúng không? Dạ đúng tuồng rồi. Tuồng ngày mai là coi như bỏ cũng được, hát dạ, dở quá. Dạ rồi anh bỏ ơi. Nha. Trời đất ơi, hai cái đứa này. Dạ dạ dạ. Trời đất ơi, tao kêu là bắt đầu mở màn rồi mà ngồi đây mà ngồi nói chuyện mày dở. Tôi bà lại đi. Dạ 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 dạ. Dạ dạ con nghe. Anh hỏi em. Dạ. Em là một diễn viên phải không? Dạ phải. Em là một người nghệ sĩ phải không? Dạ phải. Em có biết là sắp mở màn rồi không? Dạ em xin lỗi anh, tại vì em tập tuồng cho con Liều á anh. Em đừng xin lỗi anh. Anh mới là người. Cảm ơn em. Gì vậy? Trời đất ơi, tao nói cái đoàn này từ đó đến giờ nó vắng que à. Mà từ ngày có kép Tư Bền lại đây, bà con kéo tới tôi đượm nượp, đượm nượp. Dạ để em coi thử. Bào xạo quá, mặc bào xạo. Dạ đông quá anh ơi. Đông lắm em ơi. Dạ. Ngồi đây là thấy đông rồi phải không? Dạ. Ra ngoài còn đông dữ nữa. Vậy hả anh? Nữa ta nói trời ơi, có mấy người người ta leo hàng rào, leo tường vô. Đi coi tuồng mà làm như đi bơi ở hồ bơi. Hồ bơi gì tao quên rồi. Hồ Tây đúng không? À đúng rồi, hồ Tây. Cái gì quen quá vậy, cũng vậy cũng quên à. Dạ thôi được rồi. Vậy bây giờ tụi em chuẩn bị để hát nha. Rồi Liều chuẩn bị chưa? Chuẩn dạ. bị. Khoan khoan, bên. Dạ. Có một nhỏ con gái nó vô nó đòi nó kiếm em. À chắc em của em đúng không? Em hả? Dạ dạ. Vậy anh chắc nó vô coi em hát á. Anh vô anh dẫn em nó vô cho em giùm em nha. Rồi dạ. rồi. Chuẩn bị đi, em sắp mở màn rồi đó. Lẹ lên. Sống rồi, em sống rồi. Vô con. Em lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ. Anh Tư. Ủa? Anh Tư ơi, anh Tư về liền đi anh Tư. Em tới coi anh hai hát đúng không? Thì bây giờ á em xuống em dưới em coi đi nha. Rồi lát cái gì hai anh em mà về chung. Không, em kêu anh đi về mà. Mẹ đi về liền, mẹ mệt lắm rồi anh Tư ơi. Em nghe anh nói đi. Bây giờ em về trước đi. Về trước đi nha, anh sẽ về liền. Đi về lo cho mẹ trước đi. Đi về đi em. Anh ơi, anh về liền nha. Anh biết rồi, đi về anh đi. Anh về nha. Em phải làm sao đây anh? Nếu bây giờ em về, rồi em biết ăn nói với khán giả như thế nào đây? Rồi còn anh em hậu đài, vợ con họ, họ sẽ sống như thế nào đây? Em phải làm sao đây hả anh? Anh Bồng, anh đi đâu vậy? Thì ra xin lỗi bà con, rồi trả vé cho người ta chứ sao. Anh Bồng. Xin chào toàn thể bà con. Ngày hôm nay tại đoàn Hương Lúa của chúng tôi sẽ diễn vở trích đoạn cực kỳ nổi tiếng, đó chính là vở trích đoạn Trăm Hoa Mai. Và đặc biệt hơn cái sự góp mặt của anh chàng nghệ sĩ rất là được yêu mến, đó chính là anh chàng Kép Tư Bền. Nhưng mà ngày hôm nay có một trục trặc nhỏ thưa bà con à. Đó là Kép Tư Bền sẽ phục vụ bà con cái tiết mục bà con yêu thích nhất. Thương xót cho thân qua đắng cay khóe mi lệ sầu. Bao nhiêu tháng năm mong chờ mà giờ này chỉ ta lẻ loi. Trong đêm pháo hoa đồng phòng mà chàng đành nhẫn tâm làm ngơ. Ngơ cung đàn dương triều uy quyền công chúa, biết bao nhiêu người thầm mong đeo gõ chân ta. Trái tim xuyến sao trong lòng chàng hào trình vũ quay hùng anh. Nhưng bao bao dòng thương sâu, đời hồng đào phải mang sầu đau. Mama ơi, mama ơi, mama. Có mama. Trong cung trên dưới kêu ta là bành ma ma. Ta đây đẹp trùm nhân thế nào ai sánh bằng. Cầm trong tay biết bao uy quyền nào ai dám cái ta. Chỉ là bành ma ma. Công chúa. Trời đất ơi, trời đất ơi. Làm cái gì mà té lên té xuống vậy ma ma? Trời đất ơi, ta nói hoàn cảnh công chúa ơi.
Tôi nói dạo gần đây trong cung không hiểu có chuyện gì xảy ra mà hoàng cung lại tuyển cuộc thi nét top phi tần mà con nào con nấy chân nó dài tới nách vậy hả? Mà thấy mình già rồi, sợ đuổi khỏi hoàng cung nên mới đóng đôi guốc cho cao như vậy để bằng nó. Thấy mà thông minh không hả? Trời ơi, mama thông minh thiệt. Nhưng mà làm cái gì mà xanh đỏ tím vàng lẹ lẹt vậy mama? Vậy nó mới nổi, mới chặt chém được mấy con cung nữ trong cung. Mama thiệt là dễ sợ. Nhưng mà ta thích, hôm nào làm cho ta một đôi với nha. Sao, có chuyện gì mà kêu giật ngược vậy công chúa? Tôi nói đang tắm cho hoàng thái tử ở trong đó đó, cái công chúa kêu cái cái ta hết hồn, ta sát nguyên cục salon như mắt thái tử rồi. Trời đất ơi, rồi mắt thái tử có sao không? Không biết có sao không mà dở ra mắt thái tử đục ngầu. Trời ơi, chết thái tử rồi mama ơi. Không sao, không sao. Mới nhỏ thuốc nhỏ mắt cho ảnh, ảnh đang bú ngủ ở trong đó. Mama không có cẩn thận gì hết hả? Sao, có chuyện gì mà kêu giật ngược vậy, kể ta nghe coi. Mama ơi, mama nhìn sắc diện của ta đi. Đâu, quay qua đây coi. Trời ơi, vẫn mập như ngày nào thôi, có gì đâu. Mama kỳ quá à. Không có phải, mama nhìn kỹ đi. Nhìn sao nè? Da vàng như mít nghệ. Mắt xanh như tàu lá. Trời. Môi thâm tựa bồ quân. Mới ngày nào, mới ngày nào công chúa như đó qua mới nở. Sao bây giờ vườn trái cây nó xuống quá vậy? Tại vì trái cây không có ngâm quá chết. Có chuyện gì kể ta nghe nha. Ta buồn lắm mama ơi. Sao mà buồn? Ta buồn dữ lắm. Công chúa, kể từ lúc công chúa còn thơ ấu, mama đã theo người để về hầu hạ sớm hôm. Những lúc mà công chúa vui hát á á thì mama cũng vui lầy. Còn những lúc mà công chúa buồn á thì mama này cũng buồn đứt bạc bạc ruột. Công chúa, có chuyện gì kể ta nghe đi nè. Nha, con gái kể ta nghe đi. Ta sẽ kể cho mama nghe chuyện này. Nhưng mà mama hứa không có được nói cho ai biết. Thì có nói chuyện như xúc phạm người ta vậy hà. Con ở với mama từ nhỏ tới lớn có thấy khi nào mama nhiều chuyện đâu. Như cái vụ mà cái con cung nữ gì mà cái con cung nữ gì mất tích 3 ngày đó đi chụp hình ở cung bên cạnh nè. Dạ. Rồi đó cô dễ sợ lắm, đùng một cái nó bán thân 100 lượng vàng ở bên cung bên cạnh. Cái đường dây này là do ông Bàn Thái Sư cầm đầu. Tao nói sáng sớm sau là hoàng thượng chặt đầu ông Hoàng Thái Sư luôn rồi. Trời ơi, cái quân nào nhiều chuyện vậy mama? Ai biết, tao có biết đâu. Ta kể một mình con mẹ nhà bếp mà sáng nguyên cả cung biết hả? Con quỷ nhà bếp nó nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy đó. Mama kỳ quá à. Trời đất ơi, mama không có được như vậy nha. Rồi sao, có chuyện gì kể ta nghe nha. Mà thôi, ta không kể đâu mama, nhiều chuyện lắm, ta không kể đâu. Bây giờ kể không? Không. Một kể không? Không. Hai kể không? Không. Ba kể không? Không. Kể không? Cứu mạng, cứu mạng đi, cứu mạng đi. Trời ơi, cứu mạng đi. Mama ở dơ không tắm hả? Không, nghe chuyện mà không nghe tường tầng nó ngứa quá. Công chúa ơi, kể đi, không ta chết bây giờ. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Kể đi. Được rồi, ta kể. Hết rồi nè, thấy ghê không? Sao, có chuyện gì kể ta nghe nè. Chuyện là... Anh Tư ơi, chú ơi, cho con gặp anh Tư, con gấp đi chú. Con có chuyện gấp lắm chú ơi. Anh Tư của con đang diễn mà, con đợi chút xíu đi, hãy vô. Công chúa nè, ta nhớ là hôm qua ta có vô vườn mì hái một ít mận. Rồi, bây giờ công chúa đây nha. Rồi ta ra liền. Ta nha con, không sao, bình tĩnh. Mama đi rồi, ta đây ta biết nói gì đây. Mama ơi, mama. Anh Tư ơi, mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ mất rồi. Em nói cái gì vậy? Nói lại anh muốn nghe một lần nữa coi. Mẹ mất rồi. Mama ơi. Mama sao vậy mama? Anh Tư sao vậy anh Tư? Anh Tư có thương mẹ không anh Tư? Mama có thương ta không mama? Út à, em đi về đi. Anh Tư không thể nào bỏ khán giả đây được. Em đi về đi, nghe lời anh. Đi về đi, đi về đi, đi về đi. Anh Tư ơi, mẹ
em mất anh Tư không diễn được nữa anh Tư. Em hận anh Tư, em ghét anh Tư. Mama ơi, Mama hãy cười lên nha Mama. Ở trong cái cung này ai cũng thương Mama hết. Bởi vậy dù có chuyện gì xảy ra, Mama cũng phải ráng cười lên nha Mama. Cười lên nha Mama. Trời đất, công chúa thiệt luôn đó. Sao đành không con ơi, có gì kể ta nghe. Con không nghe mặt nề qua. Ta mới vô trong này, bà ngoài đây. Con thóc như con khùng. Con có tâm sự gì kể liền ta nghe. Nói đi con, tình trạng của ta. Nhớ anh muốn khóc, nhớ anh muốn chết. Nhớ anh người ơi, nhớ anh hết hồn. Nhớ anh điên người, tình quân ơi tình quân. Nánh, cái gì vậy trời? Cái gì mới vô trong trọng mà đây khóc tru khóc tréo? Sao có chuyện gì? Kể ta nghe nha. Kể nghe nè, bình thường không có gì kể. Nhưng mà Mama kể. Chuyện của Hào Trình. Hào Trình sao? Từ lúc cưới con về cái Hào Trình im lặng à. Trời đất, tưởng chuyện về chứ chuyện nó đơn giản quá mà. Hào Trình cưới được con mập như con thì đương nhiên sợ. Mà sợ là im lặng là đúng rồi. Mama kỳ quá à. Không phải đâu. Mỗi lần Hào Trình im lặng á, cái Hào Trình uống rượu. Đó, đàn ông mà uống rượu lấy can đảm. Tại mập quá không dám tới gần, hiểu không? Mama không nói sao? Con tiếng mập nữa, con đá Mama xuống đây á. Nô tì có lời. Hèn chi, chàng uống rượu xong rồi chàng mới bước tới giường. Bước tới giường? Bước tới giường là có chuyện rồi. Sao nữa? Chàng bước tới giường xong rồi cái chàng leo lên giường. Cái đồ này nó hấp dẫn nè. Rồi à, kể tiếp đi. Con cũng leo lên giường. Trời ơi, quá đã. Rồi sao nữa? Chàng nhìn con. Rồi sao nữa nè? Con cũng nhìn chàng. Kết quả sao? Xong rồi cái sập giường luôn à. Sập giường luôn à Mama. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ là cái giường thứ mấy rồi? Dạ, con tính sơ sơ cũng 8 cái. Tối nay là cái thứ 9 đúng không? Dạ. Trời ơi, bình thường, bình tĩnh không. Càng xa gì. Lánh con từ vào đó đó Mama ơi. Con buồn quá, bây giờ con phải làm gì đây Mama? Bây giờ con chịu không nổi đúng không? Dạ. Con chịu không nổi thì làm sao Mama chịu nổi? Để ta suy nghĩ cách. Có cách gì không Mama? Mama đã biết thời gian gần đây tại sao Hào Trình lại có thái độ lạnh lùng đối với công chúa. Tại sao? Bởi vì hắn đã thầm thương trộm nhớ một con ả a đầu. Ả a đầu? Đó không ai xa lạ, chính là đứa ca nhi coi cúc được Tối Tử Gia đem về để hầu hạ trong cung, dự định sẽ thành hôn cùng phò mã. Nhưng nào ngờ hoàng thượng lại tác hợp mối lương duyên cho công chúa. Chính vì vậy ngày đêm hắn ôm hận vì cái cuộc tình gian dở. Trời ơi, con ả a đầu nó tên gì vậy Mama? Nó tên Bạch Diễm Sương. Bạch Diễm Sương? Kể từ lúc cung son lên đèn, thầm bước theo Hào Trình. Mời hay thì ra con Bạch Diễm Sương, hai đứa trong đêm khuya. Trời ơi, trước mặt bóng chơi dời đất trời, lòng của ta gần đau. Ta đau theo phu lang chàng ơi, sao nỡ phú phàng để nát tan tâm càng xa rời. Công chúa thấy chưa, đàn ông trên đời dễ gì mà tin được. Mới cưới vợ về nó đã bỏ chèo queo. Cưới rồi chỉ nhậu, nhậu xong rồi xỉn. Canh vàng lá ngọc nó cũng không coi trọng, mà chỉ khoái lang bang với cái phận cỏ hèn. Cục vàng trong tay nó tưởng là cục đất. Cục đất ngoài đường mà nó tưởng là kim cương mà. Trời ơi, thôi đi. Hào Trình ơi, cớ sao đang tâm phú pha, vừa nghe tưởng như ngang mai chớp dần. Hơi cao xanh hồng nhan nở mang đoá đài, đào xót cho lệ rơi.
đầu môi đắng cay. Công chúa, bây giờ là mình phải tìm cách, mình tìm cách mình hại con Bạch Diễm Xương, hiểu không? Có cách gì không mama? Bây giờ là chuẩn bị đồ nghề hết rồi, bây giờ sẽ đánh bơm liều chết nó. Gài bơm nha. Dạ. Bây giờ chỉ cách làm bơm nha. Làm sao đây mama? Canh đi có ai không? Không có ai hết, có mình ta thôi. Đây là sợi dây màu xanh. Sợi dây màu xanh. Chéo qua sợi dây màu vàng. Chéo qua sợi dây màu vàng. Sợi dây màu vàng. Sợi dây màu vàng. Xỏ qua sợi dây màu xanh. Xỏ qua sợi dây màu xanh. Rồi, ra rồi nè. Cái gì vậy? Chữ thập, tranh theo chữ thập. Mama, mama chọc ta hoài rồi lại còn chọc nữa. Không có, nói chung là bây giờ đã chuẩn bị một trái bơm trong đống rồi. Bây giờ dặn quăng bơm nè, lại đây. Có quăng thì quăng đằng xa, đừng quăng đằng gần banh xác chúng ta nha. Nha. Ta nhớ rồi. Rồi. Ta hứa ta quăng đằng xa. Rồi nói lại coi. Ta mà quăng gần dính mặt ba ma. Thôi nghĩ luôn đi, bây giờ là chuẩn bị rồi, ngày mai là quăng bơm hay chưa? Vậy được không mama? Được không mama? Mama, ta lo quá mama ơi. Con cứ yên tâm. Mama này đã ra khăn thì chuyện gì mà không được chứ. Đề nghị mấy anh cho tổ thực xuống giùm em ạ. À. Dạ, nhanh ạ. À. Dạ, thôi, 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 khỏi, khỏi kỹ thuật. Tôi làm được, không sao đâu. Dạ, dạ, khỏi anh. Dạ, tụi em có người sửa rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Cần phụ gì không nhân? Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi, hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt, anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, 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 alo. Dạ, em đang nỉ mấy anh á anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ, dạ, em đang nỉ á. Alo. Alo, alo. Mất sống
luôn rồi à. Vui lòng vui dạ mày chưa? Vậy mày lúc nào cũng làm lố trời ơi. Lố vậy? Trời, sáng giờ nọ mọ sửa dép tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ phải xích xe đạp, muốn gắn không nổi. Thôi, thiệt của mày, mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây sao á, anh không bao giờ nhờ vả mày bất cứ chuyện gì trơn trời á. Rảnh không? Đang rảnh. Chưa dùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa dùm đây, đứt qua rồi. Anh em mới đã bắt tôi vào sửa hả? Mày kỳ quá anh không. Em mà. Vô đạo hầm. Nhà ơn, anh em không mà nhá. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng, đem về theo chiếc khăn tay. Chí hồng thì một chàng trai, chí vàng thì một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi. Bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi, mày giết tao rồi. Lâm ơi, tao chết rồi. Ôi trời, trời, kiểu này tao chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi, ba ơi, cơm là cơm thiêu, cái khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đào mi á. Trời ơi, cái khăn thiêu bờ thơ của ta đang này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi, tưởng bản cũ chương không chớ. Cũ chương cái đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt, từ làm rang mới đành cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè, bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại, cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi, ta đọc bài đây. Thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mày khùng quá mày. Ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó, chết dây. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè. Miếng giá nó đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đăng cái quần, chứ không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn, rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta đi với ta đi nấm nè. Rồi nấm, nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn chừng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ như cái sớ táo quân dài thòn vậy, sao mà kết đây? Cái này mày phải theo mày trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ làm bật gió dùm cái ố này. Biết rồi mày nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Ui da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cọng chỉ nè em cắn ra để tiết kiệm, hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Ôi thôi, nhậu mi nè, nhậu. Làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi mày kén hùa đó mày, được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng chứ. Mệt quá, có gì đâu, làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc thì khóc, nói là nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. Thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào. Nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Lắm à. Anh biết ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Để con đổi mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao vậy? Em anh nín đi. Hey. Ôi cho tôi. Ủa là nãy giờ
khỏi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng hỏi gì? Không, nhắn nó nói hai đứa. À, lại là cái con yêu vậy. Anh ơi, đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lủng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Trời ơi, xe tăng rồi phải không? Xe tăng cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Cháy xuống đây nè. Xuống đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao ý kiến cái cò gì? Hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếm sáo người ta nói đúng không sai? Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Mày nói cái chuyện lạ đó mày. Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe ra, ơ dè phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng, tôi ngồi trên nắp, nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Đúng rồi, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo, vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có chân chọn rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công, em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Đó, hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liêu la 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 cánh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời bên ngôi nhà đường đến ngôi trường. Ê bác, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin để 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày chưa mùi, giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm, đầu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin... Xin đi. Đồng đội ơi, Cho này. Không có cái gì thì tránh ra, mày mà lao cá, tao la la la. Đồng đội ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế lên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nhỏ nhỏ thôi, không sao hết. Ơi, cái này là vỏ pháo à? Vỏ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá luôn, hay quá. Lố. Anh khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lố ghê thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn á. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Trời ơi, ở Paris. Ừ. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ở Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta mới bị lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cái cùng quê mấy đâu? Ừ. Bà Điểm. Các bạn không nói Bà Đen luôn đi. Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn đứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Ừ. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi, kỳ vậy? Bất kỳ vậy? Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi khỉ, bạn gái em tuổi heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Khỉ ăn chú heo, cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh mày ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà cái con, mày không biết thơ coi để ta chỉ cho nè. Dạ. Mi lồm thơ mà mi cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nãy thôi nhưng mà mi lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Ừ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng, ừ, anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn. Đúng. Mới vớt lại con em mà trả thù lòng. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà ấy dạ thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Hả? Trời ơi, chắc vợ anh đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Anh nè. Tóc em dài, em cài quá thiên lý. Miệng em cười, nhưng quá hí đường xa. Tiếng em la
như AK nè, lửa chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Rồi đất ơi, mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy và đặc biệt sanh em một thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em, em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Long dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu. Hồi tuần rồi á, anh có dạy em ship là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ ship cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Rồi. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng mới á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Ờ thì bây giờ dép anh đứt là lấy mai đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Dễ thương quá. Tên nó ăn gì đó, nó còn là thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cộng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của nhà Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây đưa thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh thôi đi. Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra nghe không đặt mà ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mặn như vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu, đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi, tao viết một cái bếp tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ ha. Hay quá ha. Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian, phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ vậy. Trời ơi, cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi tiếp theo nè. Đọc, đọc đi anh. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống 2 lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh thôi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiện việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn, giỡn. Mày là thằng kỹ sứ, mày biết cái tính nó mày chạm khon đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu?
Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi, các đồng chí đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng ta đi đâu? Lùi về sao? Bảo vệ người dân để tôi cản hậu. Không anh đợi. Anh đợi ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đợi ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lệnh. Anh đợi à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây nhanh lên. Không, em không kêu lệnh. Đưa anh đợi xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra Sơn. Sơn. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Xung phong!
các đồng chí lắm. Tôi tự hào vì được chiến đấu cùng với các đồng chí. Thành ơi, mày ở đâu rồi Thành ơi? Tôi kiếm mày hoài mà không thấy mày đâu rồi Thành ơi. Bữa nay không diễn mày mần mặn chi vậy? Hả? Ủa tại sao cái rạp không mở điện lên? Mày á, tập tành cái kiểu như mày. Giỡn mất dạy à? Thấy gì duyên dáng chưa à? Trời ơi, Đức ơi, tôi núp ở đây từ 7 giờ tối chỉ để được đâm Đức một cái thôi đó. Mày nha, giỡn hoài. Cái tánh của mày tao nói rồi, tập tành không lo tập. Mấy cái đạo cụ của tao tối ngày đêm ra giỡn rồi muốn hư rồi lấy cái gì mà xài hả? Hả? Lại đi à? Kiểm tra. Kiểm tra giờ hỏi sao mà không rổ. Mày á, từ nào mày mới nghiêm túc được hả? Đức nói vậy là sao? Đừng có trách tôi, tại tôi là tuổi thiếu niên mà. Là sao? Khi nào mà tôi là thanh niên tôi mới nghiêm túc được. Không nghe tao nói là thanh niên nghiêm túc hả? Nói thiệt nha. Hả? Bớt nhây lại. Ừ. Con người mày nhây lắm rồi, tao nói cho mày nghe. Tao với mày cùng là bụi đời. Sư phụ đưa tao mày về đây dạy dỗ mấy cái trò này đi diễn. Bây giờ mày nhìn đi, tao siêng năng tập luyện, tao được đứng trên sân khấu này. Còn mày nhìn lại mày, mày đang ở đâu? Ủa tôi đứng sân khấu này mà. Mày nó giỡn hoài trời. Tao nói là tao được ra tao diễn rồi. Còn mày, mày đang ở đâu? Đứng trong cánh gà. Làm gì? Vỗ tay mồi cho Đức. Có ai mượn mày vỗ tay mồi? Ủa chứ Đức nghĩ Đức diễn ai vỗ tay? Thôi đúng rồi, tao biết là biết tại sao giờ này giờ rạp vắng rồi. Gì? Đưa cái mặt mày đây, đưa cái mặt mày đây. Mày đứng ngay phòng vé. Ừ. Mày làm hề, mày phát bong bóng cho con nít. Tao vô rạp. Mày nhìn cái mặt mày vẽ y như mấy thằng bệnh hoạn biến thái giết người trong phim kinh dị vậy đó. Vậy lẽ đi. Mặt mày giống ai nè, giống giống cái thằng nào nè? À, mặt mày y chang thằng Trấn Thành trong cái phim mà bí mật bật mí bị mất vậy đó. Y chang luôn. Bữa đi ngang gặp phim thấy cái poster nè. Ủa gì nói vậy ghê lắm hả? Thì ghê. Ê không lấy nhiều ấy tôi bỏ nha. Bỏ đi. Bồi tôi vẽ mặt khác được không? Mặt gì? Rồi tôi vẽ mặt anh Đức trong chuyện tình ba đồ được không? Ra ngoài tôi mệt quá à. Tôi lại Đức, không phải tôi muốn đèo Đức đâu. Đức ơi, cho tôi thể hiện mình đi Đức. Mà mày làm được cái gì rồi? Biến bồ câu nha. Biến bồ câu không? Ừ. Chắc chưa? Dạ. Đừng làm tôi thất vọng nữa nha. Ngon lành nha. Làm đi. Này, đừng bị. Này. Vậy bây giờ anh ta làm gì? Anh ta làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì? À anh ta vỗ tay quý vị ơi. Và bây giờ dư trong tay anh ấy sẽ tung bay lên một chú chim bồ câu. Hết sức để tôi giỡn mày là thiệt luôn á. Đức ơi, mà bỏ đi. Đức, tôi xin lỗi Đức mà Đức. Đi ra đi. Đức, nghe tôi nói nè. Tôi quỳ xuống đây tôi xin Đức luôn Đức. Đức kêu tôi một cơ hội cuối này mất. Tôi có đam mê thiệt. Tôi quá tập mà tại vì nó không có vô cái đầu tôi. Tại tôi ngu, tôi hiểu. Đức kêu tôi một cơ hội cuối cùng nữa Đức. Một lần thôi Đức, tôi năn nỉ tôi lại Đức mà. Tôi thề luôn. Tao nói thiệt mày luôn á. Đức ơi. Tao thương mày lắm. Đức ơi. Nên tao mới không bỏ mày. Mà mày làm tao thất vọng vậy mày hoài luôn. Không Đức ơi, một lần thôi Đức. Một lần thôi Đức. Quá. Cả tháng nay tao tập tiết mục mới rồi.
Tao muốn mày tập trung với tao. Nếu mày chịu tập đàng hoàng, sau tiết mục này mày lên luôn. Ủa, tiết mục gì? Tao đốt mày. Lên luôn. Lên bàn thờ luôn. Con học rồi, có kỹ thuật hết, phải tập mới làm được. Mày muốn cái là mày được nổi tiếng liền hả? Ủa, nếu vậy là Đức tính toán hết rồi hả? Tính hết rồi. Có nghĩa là như vậy là người ta sẽ khen Đức tài, Đức giỏi. Tao hô biến. Ủa vậy Đức lên chứ tôi đâu có lên. Mấy tôi đốt Đức cho được không? Ờ ha, tao nghĩ lại là đúng rồi. Mày phải diễn mày mới lên được. Mày đốt tao. Kỹ thuật tao nắm. Ok. Vô vô. Làm. Thế? Từ từ chứ mày làm gì vậy? Cấp quá, trời ơi, sự nổi tiếng đã đến rồi, tuổi. Đợi tao chút. Đêm nay tại rạp Xích Cười xuất diệt, áo thuật gia La Thành Béo Nghệ sẽ biểu diễn tiết mục nướng heo quay. Rồi chuẩn bị ha. Xong chưa? Bị vô nè. Chuẩn bị lâu quá. Ai? Điện cướp hả bà? Đồ bảo hộ. Không hộ hả? Vậy cho nó an toàn. À dạ, vậy giờ tôi làm sao? Rồi bây giờ tao chỉ mày nè. À bây giờ là rốt rồi. Chạy! Ê, mày sống dai ghê mày. Lửa lớn vậy mà chạy được mười mấy vòng luôn hả bà? Mày yên tâm đi. Tao hứa với mày, cái chết của mày chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Mày đang chết! Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Mày hiểu rồi thì tốt. Ủa là sao? Sao mày ở đây? Cô ở đây? Ủa là sao? Ủa? Mày chịu lòi cái mặt của mày ra rồi hả Thành? Tao coi mày như anh em. Tao biết cái tính của mày ham chơi, nhưng tao vẫn không bỏ mày. Tao không ngờ mày đối xử với tao như vậy nè Thành. Hả Thành? Mày nhìn thằng Đơ đi. Nó mới vô đoàn được một tháng, nó đi phát tờ rơi. Nó tên Đơ hả? Thằng Đơ đó. Sao tao không biết? Họ tên Cát Ca Đơ. Nó chịu khó lắm, năn nỉ tao hàng ngày. Chứ tôi dạy cho nó một tháng thôi, nó thành công rồi đó. Mày nhìn lại mày đi. Mày là thằng đạo đức giả. Mày đừng có mà đặt lên mặt dài đời tao. Mày nói sao? Mày biết hết kế hoạch của tao hả? Mày biết hết âm mưu của tao hả? Ủa? Vậy sao từ trước tới giờ mày vẫn giúp tao? Tao coi mày là anh em. Thằng chó. Đang cãi lộn ai gọi cái nhạc lên như yêu nhau vậy trời. Ngay giống nó luôn hả Đơ? Đơ! Đơ ơi, sao Đơ với Đơ? Nó bị hỏng lưỡi, nó cắn lưỡi rồi thôi. Thành ơi! Bình đi! Thành! Bình tĩnh đi! Mày bình tĩnh đi! Để tao tìm cách! Điện thoại đây!
Đưa điện thoại đây. Mày làm gì vậy? Tao với mày làm sao mà cứu được người ta? Mạng người đó. Mày gọi đi, gọi người lại cứu đi. Trời ơi. Alo. Được. Cảnh sát hả? Được. Ừ. Ở Rạp Cước kìa, ở Rạp Thiết mới có một vụ án. Nó đốt người ta đến chết. Nó tên là Đức. Tôi đã giữ nó ở đây nè. Mấy anh tranh thủ tới sớm kìa. Rồi. Mày bày ra cái trò này, mày là chủ mưu thì mày phải chết. Sao? Tức lắm hả? Mày đừng có tức. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Bye bye. Rạp Xiếc để lại cho tao. Hả? Ủa ông nạn. Thằng khốn ông nạn. Cuộc đời có ảo thuật gia La Thành là như vậy. Tôi không đạp ai để đi lên, mà tôi chỉ chờ người ta dấp ngã rồi tôi đi qua thôi. Ê, đổi chỗ đi. Ủa vụ gì vậy? Cảnh sát điều tra kỹ lại rồi, nó chết là do bị chết cháy, mà cái người châm lửa là mày. Ê, nhưng mà ê, đừng, cứu tao. Đó. Vậy đó. Hết rồi ba. Làm quá à. Xin cho một tràng pháo tay nữa cho anh Hoàng Cát xin ạ. Mười ngàn cây chân gom. Đúng rồi. Vĩnh Long đó anh ơi. Dạ. Chị ơi mua vé em đã hết vé rồi. Trong quầy hết vé rồi. Mùa xuân đã đến rồi. Em xin nói lời lời. Mười ngàn cây chân gom không ai mua. Dạ. Cái gì vậy Vi? Không thấy chị hai đang bán. Sao Vi cứ lẻo đẻo. Sao thích chị hai vậy? Hai đứa bán chung với vui. Thấy có vui đâu. Thấy Vi xài tới là người ta bỏ đi không? Sắp giao thừa rồi. Chị hai bán được không? Trời ơi nghĩ sao vậy? Nhìn mặt chị hai đẹp vậy nè. Mặc đồ đẹp nữa nè. Còn quá trời. Trời còn quá trời của người đặt khoe nữa. Trời còn quá trời tiền nè. Ghê. Vi bán được không? Vi là đàn ông mà phải tính xa hiểu rộng. Giao thừa xong là tính chị năm sau luôn rồi. Chơi vậy sao hết hai ngàn. Năm sau là mình không ăn cơm nữa, mình ăn chân gom bù. Chân gom chị gom luôn. Không bán được luôn hả Bi? Đi bán khó quá. Rồi thôi được rồi, sáng giờ bán gì đưa đi chị hai đi. Mười ngàn à. Rồi bên túi kia nữa. Mười ngàn nữa. Còn không? Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Rớt 10 ngàn kìa. Ê trả 50 ngàn. Trả 50 ngàn đây. Cái gì bữa nay biết giấu 50 ngàn luôn hả Bi? Phải giấu tiền để mua vé về quê chứ. Năm nào chị hai cũng hứa là đi về quê để 23 hăm má, mà năm nào cũng hứa, không có năm nào dắt về. Từ lúc đẻ ra tới giờ không biết ba má là thằng nào con nào nữa. Thôi Bi không được nói vậy nha. Chưa nói về ba má là không có được nói thằng nào con nào, nói vậy là hổn. Chị hai hứa là chị hai dắt Bi về là chắc chắn chị hai dắt Bi về ha. Rồi Bi đi bán giùm chị hai nha. Đi bán giùm chị hai lẹ gần tối rồi, khuya rồi. Mùa xuân anh đã đến rồi. Dễ dễ rồi chị ơi. Mười ngàn cây chân gom. Chán ghê luôn. Cái phòng vé gì đâu bán chứ gì. Ủa hết vậy? Vé rồi.
hết vé mà còn cười. Người mùa xuân đã đến rồi, em xin nói đôi lời 10.000 cây xương gum. Đi chỗ khác bán, tao đang bực nha. Anh trai mua vé hả? Ừ. Mua vé giùm em đi anh trai. Anh trai mùa xuân đã đến rồi, em xin nói đôi lời 10.000 cái chứng lúc. Cái thằng này lì ghê mày. Mày đi không? Anh trai bình tĩnh. Anh trai mua vé hả? Anh trai gì đâu à, anh trai mua vé. Em bán vé hả? Dạ. Ờ à, rớt vé rồi. Mua vé giùm em đi anh trai. Dễ thương dễ sợ. Anh trai rớt xương gum rồi. Rồi bỏ luôn đi. Anh... biết rồi, bỏ đi. À, anh trai mua vé em đi anh trai. Em bán vé hả? Dạ đúng rồi. Bán cho anh vé về Cà Mau. Ủa Cà Mau hả? Ừ. Vậy là chung quê với em rồi. Cái gì? Em quê Cà Mau luôn hả? Dạ em ở Cà Mau. Ê anh Đầm Dê, em ở đâu? Dạ em ở Đầm Sen. Không, em lộn. Em nói là ý em ở trên đây là em ở Đầm Sen. Dễ thương. Dạ mua vé em đi anh. Nhiêu vé vậy? À, dạ 800. 800 một vé đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy anh 2 vé. Dạ 2 vé. Dạ rồi đây. 2 vé 1.6 đúng không? Dạ đúng rồi. Anh bao em luôn 2 triệu. Trời ơi. Đây 2 vé của anh. Dạ. Rồi 2 vé. Dạ rồi cảm ơn anh. Anh 1 vé, em 1 vé. Ủa chi vậy anh? Hai đứa mình 2 vé về quê luôn. Ra mắt ba má được. Ra gì anh cưới em. Trời ơi. Vậy rồi. Vậy lắm rồi anh. Rớt vé. Em lụm giống nãy cho anh coi. Đâu có. Vé anh mua là vé của anh. Tiền của anh mua mà. Anh lụm đi. Chết với tôi. Nuốt cái rưỡi luôn rồi. Thi ghê quá. Tại vì anh cưới em. Nhớ nha. Hồi nãy biết quê mình đâu rồi, Cà Mau đúng không? Giao thừa là mình tốt anh em về liền cho riêng một cái vé Cà Mau làm tin đi, năm nay phải giữ lại. Chi vậy? Giữ lại để làm tin năm nào cũng là. Rồi được rồi, ông quá rồi, vé Cà Mau đó, vé cuối cùng đi dùng cái. Đi bán cái đó, nhanh. À vậy anh trai ơi, chị gái ơi. Đây nè. Giang hồ. Cây xương gum. Vẫn mặt cái đầu à. Đưa tiền đi mày. Tiền đâu mà đưa tiền mày. Ê à. Cái gì vậy? Tao không có tiền để đưa nha. Lần nào cũng ra đây thu tiền chứ, bán không được bao nhiêu tiền cũng ra lấy. Mày về mày đánh hai mày, mười đánh hai mày ra đây tao cũng không có sợ với mày. Biết. Chị nói nha. Tị. Mày đánh đâu đây nè? Sao em? Hồi nãy anh nghe em nói là cái gì? Mười thằng đại ca của mày, tao cũng không sợ. Bây giờ một thằng ra nè, mày sợ không? Miệng hối quá, 10.000 cây xương gum. Mày là cái con lì nhất cái bến xe này, tiền bảo kê của tao không bao giờ mày đưa là tại sao hả? Dạ anh ơi. Quất ra đây này, quất ra. Mày thấy cái ánh mắt của nó long lanh nhìn tao không? Ánh mắt nó như một con mèo như vậy, làm sao tao đánh được trong khi trái tim tao là một thứ rất là mong manh và dễ vỡ. Nhưng mà không phải vì vậy mà tao tha cho mày. Tiền của tao mày vẫn phải đưa. Bữa nay tao phải quánh mày cho bằng được. Mày... Anh ơi... Mày đừng có nhìn tao bằng cái cặp mắt đó. Mày nhắm cặp mắt mày lại đi, tao qua tao xử thằng này chứ. Sao mày? Bây giờ tới mày nè, tiền bảo kê của tao sao mày? Hả? Anh ơi... Tao không? Rõ ràng nó kênh tao kìa. Anh ơi, anh bình tĩnh. Thôi được rồi. Đây là tiền mà chị em của em
dành dụm bao nhiêu lâu nay. Em xin đóng cho anh. Có nhiêu đây mà cô không đưa sớm. Bé gái sao nhiều vậy bé gái? Dạ em đóng tháng này, tháng sau nữa, nói chung là trọn gói 1 năm đó anh. Hả? Em bao trọn gói 1 năm luôn hả? Thường á, nãy đưa sớm thì đâu có chuyện gì. Vậy thôi nghe, hẹn gặp lại em năm sau nghe. Ơi, chị hai cùng má. Đưa hết tiền ở đó rồi, năm nay sao về quê gặp ba má. Bi bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Không phải vậy. Là sao? Tiền đó phải tiền của mình. Đứng lại. Trời ơi, có cục tiền tao đưa cho mày, mày cũng làm mất. Mày chết mày với tao rồi, mày đi vô đây. Hồi nãy á, chị hai nhảy vô quýnh thằng em á, xong chị hai lợi dụng chị hai móc túi nó, xong thằng anh ra lấy tiền chị hai đưa cho thằng anh. Mình phải biết lấy mỡ cá mà ráng cá, bị hiểu không? Ghê ghê. Lấy tiền nó đưa lại anh nó hơn hả? Ghê. Đi bán đi, Bi đi bán đi. Bi dạ. Ơi, đi bán vòng vòng đây nha, chị hai kêu có mặt nha. Lẹ nha. Về đâu vậy đó? Em gái ơi, hồi nãy giờ em đứng đây á, em có thấy cái thằng áo trắng mặc quần ren nó cầm cái vỏ đèn nó chạy xè kia đây không em? Có thấy không chị không em? Gái, giật đồ hả? Đúng rồi. Gái nói nghe nè gái. Dạ. Mình người nhà. Hiểu chưa? Dạ. Đi qua anh kia. Còn chỗ này để tôi làm ăn. Ôi em ơi. Yeah. Em ơi. Mà thiệt tình nãy giờ em không có thấy cái thằng áo trắng mặc quần ren cầm cái vỏ đèn chạy vô em. Trời ơi, tôi nói là đừng có đóng phim với tôi. Mình người nhà mà. Không có. Chị nói thiệt. Em thấy không, em chỉ giùm chị đi. Cái thằng giọng giọng ốm ốm này nè, mặc áo trắng rồi cái quần jean jean đó em, nó cầm cái vỏ đó chạy. Em ơi, chị đang cần về quê gấp. Chị xin em có thấy em chỉ giùm chị xin em. Quần jean áo trắng. Gọi tiếp. Bi. Bi. Dạ. Bi. Mười ngàn cây chân gấp. Quỳ xuống. Dạ. Tại sao em ơi, thôi em ơi, đừng có đánh em mà. Chị hai cho em đi bán từng gum là để kiếm tiền nghèo chứ thật đó cái thôi mà tặng. Bữa nay em ơi, thôi mà em. Phải nói gì còn mà không hả? Không. Hồi nãy thằng kêu quần jean dài, thằng này thằng quần jean cột. Đi bán tiếp đi. Gì trời. Mùa xuân lại đến rồi, em xin nói đôi lời. Quýnh bơm đầu như heo. Em ơi. Gái nói nghe này gái. Vì gái mà gia đình tôi xào xáo đó, nên bây giờ nếu mà bị giật đồ thì đồ mất rồi, không có tìm lại được nữa đâu. Nha, làm ơn giùm gái. Đi vô hát đi, người ta buôn bán nữa. Anh trai ơi, dễ nè anh trai ơi. Miền Tây Vĩnh Long nè. Alo. Vĩnh Long Bạc Liêu Cà Mau nè. Alo, dạ Tám hả? Dạ con ra tới bến xe rồi Tám. Dạ con ra tới rồi. Dạ sao? Con sao Tám? Dạ con nghe rồi Tám ơi. Dạ không có. Con ra bến xe rồi. Dạ rồi bây giờ có gì gì Tám giúp giùm con nha. Tám coi con giùm con cái con về liền. Dạ Tám yên tâm. Dạ tiền con buôn gách con bán bưng là con gom từ đầu năm tới giờ con gom gì hết. Con cất kỹ lắm Tám yên tâm đi. Con bỏ vô cái bọc đen con cặp kè trong nắp. Dạ xe kêu rồi Tám ơi. Chút có gì con gọi là Tám sao Tám con... Em gái ơi. Dạ ơi. Chị gái ơi. Anh ơi. Miền Tây miền Đông mình. Em gái. Em bán vé đúng không? Làm ơn em bán lại chị cái vé đi Cà Mau đi em nha. Chị còn vé đi Cà Mau gấp. Dạ. Ở dưới nhà chị đang có công chuyện nha em. Hết Cà Mau rồi đi Mũi Né được không? Mũi Né vé thăm ai đó em. Em ơi, bây giờ em giúp giùm chị đi. Bây giờ vậy nè. Em bán vé đúng không? Em hỏi bạn bè em bán vé chợ đen có ai còn vé Cà Mau không? Giúp giùm chị một vé chị về liền trong đêm nay nhà chị có chuyện. Chị bây giờ có tiền nhưng mà đấy nè, chị còn cái điện thoại lúc trước chị mua tới 500.000 lận đó, em cầm đi 21 đủ thiếu chị lên đi chị kiếm em chị trả nữa. Một cái vé đi Cà Mau thôi em, chị xin em chị rồi lại. Đợi chút. Bi ơi, chết thằng nhỏ nữa rồi. Thôi kêu gì cũng làm hết, đừng đánh nữa. Đưa cái vé hồi nãy đây. Rồi. Để... cho bà đó. Dạ Cà Mau. Chị cảm ơn em. Chị đổi hơn
chị có thể về với con chị được rồi. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Em cứ giữ điện thoại, mỗi món tiêu tiêu tiền chị trả trở lên đây, chị trả tiền đi cho cực chị về. Cầm đi, lên xe. Trục trặc gì mà gọi nữa. Nhưng mà em... Rồi đi nữa nè, nãy thằng kia nó bo tôi 400 nè, cho bà luôn đó. Ủa em ơi, nhưng mà đi cái đi. Này của... Đi đi. Thôi thôi. Khùng má, khùng má, dê dê về quê. Tết nay về quê, coi ta sao sao về quê. Giao hồ hết bắt dê rồi. Em ơi, chị không dám cầm đâu. Đi đi, chị kể cuối đó, đi đi. Chị kể đi em, chị cảm ơn em nhiều lắm. Chị cảm ơn em. Không biết nữa, không biết nữa. Mày khùng má, năm nào cũng nói dê về quê, dê về quê, năm nay nó dê rồi sao về quê. Bi, không có hổn với chị hai nha. Không, không, không bán nữa, không bán nữa. Dì heo, dì heo rồi, dì heo. Có nhà, có ba, có mẹ đâu mà về. Mày biết rồi, mày hiểu hết rồi. Không có nhà, không mẹ, có ba không không. Vậy mà lâu bây giờ, vụ nói có nhà, có ba. Bắt, bắt tu đi bán, bắt tôi đi bán cơm hết tiền lại đưa cho bà. Cuối cùng hả bà tôi biết bà là ai rồi. Bà dụ không, bà không lột chỉ lao động của con nít. Bà một đứa lừa gạt, bà một đứa lừa đảo. Lừa gạt, lừa đảo là bà. Nói cái gì vậy? Hả? Em có biết là em cực cực cùng cùng như vậy. Ba mẹ em quăng ra ngoài đường, chị hai đưa em về nuôi đó. Bây giờ chưa gì hết, chưa biết gì với anh em rồi. Em đòi lấy gì em đi nè, đây nè. Áo mới nè, áo mới tao mua cho mày nè. Còn mày muốn đi đúng không? Muốn đi đúng không? Tiền dành dụm bao nhiêu năm nay để đi chữa bệnh cho mày, mày muốn đi đúng không? Nè, cầm tiền đi. Minh Đạt diễn quá giỏi. Mà Đạt lại là miếng gieo mới chết chứ. Em mà... là miếng gieo, cứ làm 10.000 ấy. Cái miếng gieo này nằm bên là này. Là gieo này nằm bên Đạt. Bạn đẩy một người thứ hai ra là Hồng Trang. Hồng Trang cũng diễn giỏi quá luôn. Giỏi. Tại vì một miếng gieo đã nằm bên Đạt thì miếng sắt phải là bên em. Miếng đúng. Sắt em đẩy cho Trang, Trang mới luôn. Chết người ta. Có nghĩa là khi cao trào và người ra tán cái bóp, người đã làm cho khán giả hổ thì lại đưa cho Trang. Đúng rồi, chắc là mọi người không, sẽ rất là chị yêu My thích. Sẽ rất nói rất đúng là nếu như chưa bao giờ coi Nam Thư sẽ rất là hay. Vì tại vì tôi quý bạn quá, tôi đã bạn quá bao nhiêu ngày tôi chờ đợi và tôi biết là bạn sẽ lên và ngày hôm nay tôi phân tích từng cái để cho em sau cái chương trình này ra em bước ra em phải là một ngôi sao. Đúng, phải giỏi. Hiểu không? Một cái cuộc thi nhưng mà mình làm theo đúng cái cá tính đam mê của mình, cái điều đấy cũng là điều rất là quan trọng. Không cần biết nhất nhì ba gì hết, nhưng vở diễn này của em đã lấy được mắt nước mắt của chị. Và chị là cái người trong nghề mấy chục năm rồi, là nghệ sĩ về âm nhạc. Cái cảm xúc của chị đã dành cho em thì chị biết rằng tất cả những khán giả ngày hôm nay xem em sẽ rất là thích em. Và bạn đã trưởng thành, bạn có thể bay cao và bay rất xa. Vậy nên tôi không ngần ngại, tôi tặng cho bạn điểm 10. Xin chúc mừng Nam Thư.
Xin cảm ơn giám khảo Đức Hải rất nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ giám khảo Việt Hương. Xin mời chị. 9,5 cũng rất cao. Giám khảo Trấn Thành ạ. 9,5. Chúc mừng Nam Thư. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhắn tin và bình chọn cho nghệ sĩ Nam Thư theo cú pháp CXV khoảng cách mã số 02 và gửi về 8234. Phòng thu của tôi ngay. Thôi đi. Anh có biết là anh đang vùi dập một mầm non âm nhạc hay không? Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ sáng mắt ra. Dạ mọi người bình tĩnh đi, mọi người sẽ được thưởng thức âm nhạc tiếp thôi. Giờ sao, hát luôn hả? Anh biết bao lâu yêu thương tình em với anh. Yêu xót xa em xa anh, những bước chân em đi tự do. Khát khao sáng em trong mơ, chỉ là một cơn mơ. Anh không hề xấu em, niềm đó. Con xin lỗi má. Có thi đại học thôi mà con cũng rớt được nữa. Con không muốn sống nữa má ơi. Nhưng mai thay cho con, giây phút cuối đời của mình, con tìm được một nơi thanh tịnh và bình yên để chết. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì. Ngày tháng trôi vội đi đôi khi không như ý. Trời ơi, cái này không phải người thường đâu. Giọng cõi âm giọng về nè. Dạ các loại ông bà chưa gì khuất mặt khuất mày nhớ không. Con sắp xuống dưới đoàn tụ rồi. Đừng có phá con, để con tự tử đi xuống dưới. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, mai mai ta vẫn như thế. À mẹ. Ê cứu tôi với, cứu tôi với. Buông ra, buông ra đi. Cứu tôi, cứu tôi. Buông ra đi, buông ra đi. Bây giờ tóm lại là cứu hay là không cứu. Thôi bây giờ lên gặp ma, xuống gặp Hà Bá. Không lẽ ở giữa lưng chừng cô đơn. Trời đất ơi, tôi là người ta. Ủa người ta hả? Người ta. Kéo lên giùm đi. Ủa mà sao đứng đây chi vậy? Tôi tự tử. Ủa nãy có dịp đó sao không chết luôn đi, bắt tôi đây đâu lên chị? Nãy chỉ đủ tâm lý để chết. Ủa mà sao mặt mày cũng máu me thế ghê vậy? Bị đánh á. Ủa sao bị đánh? Hát dở bị đánh. Ủa
cô xạo hoài cô ơi. Tôi chưa nghe hát dở bị đánh bao giờ á. Bác qua ta chê ta chửi cô thôi. Đứa nào nghe cô hát dở mà đánh cô là kẻ bất nhân đó. Bao nhiêu năm rồi là... Cô vừa mới biến tôi thành kẻ bất nhân đó. Không sao không sao, tôi quen rồi. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi hát nhép thì không sao cả, mà miễn tôi cất giọng hát thiệt của tôi lên là tôi bị đánh. Giống như họ đánh tôi là niềm vui của họ vậy đó. Nhưng mà không sao, tôi cảm thấy tôi quen với cuộc sống đó. Nhưng mà cô ơi, cô biết cô hát tởm lắm không? Tôi không tưởng tượng cô hát tởm gì luôn á. Chắc trên vũ trụ có một con gái duy nhất là cô hát tởm. Tự nhiên cái anh nói tôi tởm. Tôi đâu có làm gì đâu mà tôi tởm. Tự nhiên cái tởm. Nó cái gì tởm. Cô dám làm nó không nè, này làm không? Thôi! Điên hả? Hả? Điên hả? Ai biết thế làm theo. Thôi cô để yên tôi tự tử đi. Ê khoan khoan, nó nghe nè. Trước khi anh chết anh có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh muốn chết không? Cô có nói chuyện của tôi liên quan gì tới con? Thôi mà anh năn nỉ á, kể nghe đi. Không, không có cách nào dụ tôi nói được đâu. Bao nhiêu năm rồi? Mày đánh một cái, mày chia tay đồ quả đánh, chia tay đồ quả đánh. Tao mệt quá tao hết nói được rồi. Bỏ qua không sao cả. Bây giờ nói cho tôi biết tại sao tự tử. Không. Bao nhiêu năm? Mày cái bé rồi. Ê khoan, trước đại học. Tao khai rồi nha. Vô. Mày giật mày đánh tao hoài. Trước đại học thì có gì đâu mà chết. Trước đại học thì mình học lại mình thi lại thôi. Chuyện bình thường. Thôi đi. Cô để tôi chết thì cô làm phiền tôi à. Tôi năn nỉ anh nên đừng có chết mà. Tôi nói với anh nãy giờ tâm sự với anh đủ lời luôn mà anh vẫn muốn chết á thì thôi anh chết đi. Ủa cô không cản tôi nữa hả con? Thôi cản chi, chết đi. Được, tôi chết cho cô vừa lòng. Ừ. Nhưng mà cô ơi, tôi đứng đây 1 tháng rưỡi đâu mà chưa chết được á con. Anh nói nghe nè, bây giờ tôi sẽ có cách giúp anh chết nhanh gọn lẹ. Cách nào? Bây giờ tôi sẽ chửi anh. Chửi anh để đôn đốc tâm lý cho anh. Khi nào tôi thấy anh đủ tâm lý rồi, tôi kêu nhảy một cái là nhảy. Cô chửi tôi mắc chết lắm rồi nè. Nghe nha. Anh là cái đồ vô duyên, vô dụng, vô dụng, vô liêm sĩ, vô đạo đức. Anh có biết là anh tệ lắm không? Anh tệ đến mà ông chán bà chê cho mệt rê cắn chết lết vô hòm như cục đờm ngay cổ làm khổ người ta thối hình mặt mũi. Nhảy. Anh em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nè? Cái gì nè? Anh em mình là một chén chè. Một chén chè. Anh em mình là cái gì? Ôi mà vô trường hả bà nội? Ủa đâu biết đâu trùng hợp ghê. Tự nhiên thằng kẹo kéo nó đi ngang. Tôi đâu có biết cái gì đâu. Cô bớt cảm nhạc chúng sanh giùm tôi đi. Ok. Cô khùng quá, cô để tôi tĩnh tâm đi. Thôi là bây giờ tôi giúp anh. Tôi thật sự tôi sẽ giúp anh. Bây giờ tôi không nói nhảy nữa. Mà tôi đếm 1, 2, 3 là anh tẩm xuống dưới. Rồi. Nha. Nhớ tẩm nha. 3 là tẩm. Tôi đếm nha. 1 2 3 Ê, tôi chưa đếm 3 mà sao tẩm rồi? Chưa ai đếm. À, cái thằng kia nó đi ngang đường, nó kêu ba của nó. Trời ơi, kéo tôi lên giùm đi. Thôi, lỡ rồi chết luôn đi. Chết không? Không. Ê, cô ơi, hình như có điện thoại của tôi đó. Có điện thoại của tôi. Có điện thoại không? Ê, hình như là má anh gọi nè. Chết, tôi lên nghe điện thoại má tôi đi cô. Thôi, chết rồi nghe điện thoại má làm gì nữa, chết đi. Thôi, cho tôi nghe điện thoại má tôi đi cô. Trời ơi, chết, cô quan tâm tới má làm gì? Cho tôi nghe điện thoại đi. Trời ơi, con chết đi. Trời, tôi muốn xong rồi. Muốn xong gì lên đây. Lên. Alo, dạ con này má. Dạ con về liền má. Hả? Tôi về nha cô. Má tôi gọi tôi nói là má tôi biết tôi rớt đại học rồi. Nhưng mà má tôi nói không có mẹ nào bỏ con hết trơn á. Vì tôi về, tôi lo tương lai của tôi. Tôi còn báo hiếu cho má nữa nha cô nha. Nhưng mà nhờ khoan. Hả? Trời, nhờ cô câu giờ đó mà tôi nghe được cái điện thoại này nè. Cô là ai vậy? À, đừng cảm ơn tôi. Bởi vì tôi chính là... À, bà Tiên nè. Không, bà Điên. Không phải lộn. Tôi không phải Tiên. Tôi là người phàm. Ủa tóm lại cô là ai? Tôi xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Buka. Rất sợ ma, dáng dấp thước tha, tính kinh nết na, sống rất thật thà, đặc biệt đam mê hát ca. Mặc dù mỗi lần hát đi rất xa, nhưng mà không sao. Tôi luôn tự tin vào chính bản thân tôi. Tôi không bao giờ gục ngã trước mọi khó khăn trong cuộc sống này. Bởi vì sao? Người ta thường nói thất bại là mẹ của thành công. Vấn đề là mình đừng để cho có nhiều mẹ quá thôi. Nha. Cho nên là
cứ tự tin vào chính mình, luôn sống lạc quan, luôn sống yêu đời, sống hết mình, bởi vì mình có một cuộc đời để sống thôi. Anh nhớ chưa, tôi là Buka. Buka. Tôi là Buka. Buka. Tôi luôn sống hết mình. Tôi luôn tự tin vào chính bản thân mình. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Tôi luôn sống hết mình. Tôi luôn tự tin. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Dù bạn là ai, ở đâu, phần trình diễn của diễn viên Buka với phần hỗ trợ của Minh Dự, Hoàng Khôi và vũ đoàn ABC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của đại khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Kính mời anh. Anh cũng đã nghe em hát rồi. Bữa nay mới tận một sở thính nghe cái giọng thiệt của em, khủng thiệt. Không biết khủng gì. Giọng cao vút nhưng mà muốn vút đến đâu thì vút. Khỏi luôn. Dạ. 10 dòng nó cũng bay ra khỏi chứ đừng nói năm. Nhưng mà cái phần đầu của em xuất hiện rất là hoành tráng và rất là đẹp. Và thật sự ra nếu mà cái ý này là cái ý của Khả Như thì quả thật đó là một cái thử thách rất là lớn cho em. Em đã chơi hết mình trong cái phần mở màn của mình. Có thể cái hát dở của em nó lại hỗ trợ cho em về một cái mặt khác, về cái thông điệp thì rất là duyên dáng. Thời buổi bây giờ các bạn trẻ cứ hễ đụng một cái chuyện gì nhỏ nhỏ là cứ nghĩ tới cái chuyện phải đi tự giận. Và một cái điều nữa là mỗi người một cái cá tính riêng, dù ai nói gì nói, mình sống với bản thân mình, miễn sao mình đừng làm phật lòng những người xung quanh là được. Cảm ơn Dự, cảm ơn Khôi rất là nhiều. Và thật sự với cái dòng này là đúng là làm khó Buka, bởi vì em thì cũng là lầy nhưng chất vải, còn Bu thì cũng là Bu lầy. Thôi chị em mình cứ chơi một cái phiên bản Cười Xuyên Việt mà thiệt là lầy với nhau. Và Bu nói là em rất thích làm ca sĩ. Hồi xưa em bị hại, em người ta khen em hát hay hoài nên em tưởng em hát hay thiệt. Và bây giờ đây là kết quả. Anh ơi, hồi nãy anh nói là sẽ tập được á. Em khuyên anh rút lại lời nói giùm em. Nó nuôi hy vọng từ năm nó 10 tuổi tới bây giờ đó anh. Người ta nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, thì Buka 10 tuổi cũng vẫn chưa màng, đúng không nào? Dạ. Và hy vọng là với biệt đội lầy lội của đội bơi lội thành phố Hồ Chí Minh và Buka với cả nhân. Dạ. Mời tới đâu luôn. Chúc em thành công nha. Ráng lên nha. Bỗng ơi, tới giờ ăn rồi. Bỗng bỗng bàng bàng, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng, cháo qua nhà người. Bỗng ơi, bỗng ăn ngoan nha. Trời ơi, cái giếng bự như cái hồ bơi, mỗi lần cho bỗng ăn mệt muốn xỉu. Chị nói giỡn đó, bỗng ăn ngoan nha. Chị Tâm à. Cám, em bị sao vậy? Em mệt loài bán họng. Vậy em làm chi? Em làm cho nó ấn tượng, để em tạo điểm nhấn cho mọi người hiểu rõ hơn về tính cách ngang tàn và bạo ngược của Cám em. Nói chung lại là em đang muốn tạo nét, hy vọng sẽ không tét não. Chị? Hả? Chị Tâm đấy. Chị Tâm ơi. Tâm đang làm gì ngoài đây dạ? Chị đang... Chị đang... Chị không... Sao? Không, không. Chị sao? Chị áp áp luôn. Chị ấp á uống, có nghĩa là chị đang giấu em cái điều gì ghê dữ lắm nè. Chị Tâm, em cho chị một cơ hội nữa nha. Chị nói cho em biết chị đang làm gì ngoài cái giếng này dò. Thật ra là chị không có làm cái... Không có làm. Chị đứng... Sao? Để... Chị làm gì? Chị lại ấp á uống lần hai. Chị à, em thấy rồi. Chị xạo ghê lắm. Em nói chị nghe nè, chị gan quá rồi chị Tấm à. Em với mẹ em cho chị ở trong căn nhà này, đâu phải để cho chị làm cái chuyện gì đó sau lưng em, sau lưng mẹ em, sau lưng căn nhà này.
À không, trước sân nhà này. Không quan trọng. Quan trọng là chị đang giấu em cái chuyện gì nè, đúng không? Cám ơn. Chị đang làm gì? Cám ơn, thật sự là chị không có giấu em cái gì cả. Dạ. Trời ơi, mà chị ghê á. Em phải giải thích chị bao nhiêu lần thì chị mới hiểu. Tại vì á, biết sao không? Tại vì em mới ngủ dậy á, cái họng em bị cứng, em phải ra, em giỡn chị, em quạt náo cái miệng em cho nó dẻo, để hồi em ra đầu đền chửi lộn với mấy con mén ngoài đó. Ê, Cám. Cám nè, chị đã dọn dẹp xong hết rồi, cơm chị cũng nấu rồi, đầy mẹ với em ngủ dậy rồi ăn. Có gì chị dọn dẹp xong, rồi chị sẽ ra giặt đồ. Không nói đâu, muốn nghe, mệt quá. Nói với em như đàn gãy tay trâu vậy đó. Để tôi là trâu trời. Không, ý em là chị đi chăn trâu đi. À, chị chăn trâu về rồi. Chăn nữa. Trâu đã no rồi. Ai nói chị nó no? Hả? Ai nói chị nó no? Nó không có no. Trời ơi, không tin hả? Em kể chị nghe. Lúc nãy á, em ngủ dậy, xong em đi đánh răng. Em đánh răng em đi ngang qua con trâu nhà mình. Em còn chào nó mà. Em ra nói hello trâu. Cái nó níu em lại. Ôi trời ơi, trâu làm gì vậy em? Tao đòi quá cảm ơn. Hỏi chị chứ, ai no mà làm vậy? Hành xử gì kỳ vậy? Đói. Vậy là chị không biết rồi, để chị đi chăn trâu nha. Chăn đi. Sao đâu? Trâu, quan, đi nè em. À trâu, à quên. Trâu, chị dặn em này nha. Nói nghe nè, em ra ngoài đồng á, em ăn cỏ trong đồng nhà mình. Rủi như mà em thấy con bò nào lại liếm cỏ nhà mình, em cắt cái lưỡi bò nó cho chị nha trâu. Đi đi. Trâu ơi, ngoan nè. Bữa nay em sao vậy? Sao con chịu đi vậy? Đi đi em. Đi nè Châu. Đi đi Châu. Châu ơi. Đi. Nè. Rồi, mẹ ra liền. Đau nào với mẹ? Sao nãy giờ đi được vòng cái giếng luôn nè? Sao nói? Trời đất ơi, kêu ra cái gì đang bưng tô cơm mà kêu giật giọng hả? Chuyện gì? Nói lại nghe này nè. Con thấy nha, chị Tắm á, dạo này chị ghê lắm. Chị ăn cắp đồ ăn nhà mình cho ai? Cho ai? Dạ. Làm sao? Trời, chị không hiểu nữa. Vô kể cho nghe. Chính mắt con nhìn thấy chị Tắm nha. Trên tay cầm chén cơm nguội. Ừ. Để mẹ nghe. Từ trong nhà bước ra. Nhìn trước nhìn sau. Nhìn xuôi nhìn ngược. Quyết định đi tới cái mặt cười. Nó làm gì ngoại? Tạo dáng chụp hình với cơm nguội. Dạ anh, hình đẹp không anh? Hình nhòe hả anh? Cứ kệ nó đi anh. Rồi sao nữa? Sau khi chụp hình xong, chén cơm đã đổ hết rồi. Quyết định vô lấy chén thứ hai. Trời ơi. Từ sân nhà bước ra. Nhìn trước nhìn sau. Nhìn xuôi nhìn ngược. Quyết định lăn tới cái giếng. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi cha. Rồi sao? Sau khi lăn xong, cơm nguội cũng đổ. Rồi bây giờ lấy chén thứ ba. Trời ơi là trời. Quyết định từ trong nhà bước ra. Nhìn trước nhìn sau. Nhìn xuôi nhìn ngược. Quyết định đi tới cái giếng. Chén cơm ngồi trên tay. Rải cơm, rải cơm, rải cơm. Rải nguyên một chén luôn đó. Coi chịu nổi không? Trời ơi, con bánh nhà này, cơm nhà không có mà ăn nó rải xuống cho thúi nước giếng tao. Không. Nè, nước giếng không thúi mẹ ơi. Nhưng mà rải cơm, rải cơm, rải cơm. Bắt đầu nước giếng sôi ùn ụt lên. Ừ. Xong cái bắt đầu cơm tan biến. Mất luôn, không còn đục ngầu gì hết. Mất cơm hoàn toàn. Tức là có ai dưới này ăn cơm nha mình? Có ai dưới này? Đó.
Trời ơi, để mẹ, mẹ, mẹ quậy mẹ kiếm có ai chứ này. Mẹ, mẹ, cái giếng bự dữ lắm, mẹ không có làm vừa được người ta đâu. Mẹ xuống. Xuống không? Nhìn, nhìn, nhìn cho mẹ. Xuống, xuống, xuống rồi, xuống luôn. Nhìn mẹ nha, nhìn cho mẹ. Xuống nha con, xuống. Rồi, xuống, xuống. Chút nữa đi con ơi. Hả, hả? Chút, chút nữa. Sau nữa hả? Sau nữa đi, sau nữa. Nữa đi con. Nó mệt mẹ quá. Cảm ơn cứu mẹ. Được rồi, con sẽ cứu mẹ. Cảm ơn cứu mẹ. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ. Con sẽ cứu mẹ, mẹ ơi. Con tao con quỷ. Ơi mẹ. Mẹ, con sẽ cứu mẹ. Để xíu mẹ ơi. À, à, mẹ ơi, để con với. Lên, lên, lên. Lên mẹ ơi, lên mẹ ơi. Lên, 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 lên. Trời ơi, xức cái đầu tóc mà vô chảy lại coi. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cái. Trời ơi con của mẹ, mẹ sẽ cứu con. Mong mong mắc chớn, đợi chút nha. Khỏi. Chị để nó đi. Mày làm hùng làm đi cái gì vậy? Bây giờ cái con gì ở dưới này nè. Mẹ ơi, đâu phải con không muốn bắt nó lên đâu. Nhưng mà con nhớ nha, để bắt cái con dưới giếng này lên, mình cần có cái câu gì đó. Mẹ, mẹ. Cái gì? Con nhớ rồi. Nhớ, nhớ, nói đi. Cái câu nói của nó là. Nói đi. Có câu mà sắc có ngày nên kim. Cám. Nói cái gì? Điếc con mẹ nè. Bầu ơi, thương lấy bia cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Mẹ! Mệt mẹ ghê cha. Mẹ! Nhớ rồi. Bóng. 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 Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay từ trời xanh. Trời ơi! Mẹ! Mày nói cái gì vậy con? Mẹ! Con nhớ rồi. Cái câu đó nó là bóng bóng bàn bàn, nó là một câu thần chú. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông 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 bàn 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 bông 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 bàn bàn bàn, lên ăn cơm bạc y à, cơm vàng nhà ta. Bông 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 bàn 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 bông 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 bàn bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Mẹ ơi, nước giếng sôi rồi, nước giếng sôi rồi mẹ ơi, nó sôi lên rồi kìa, sôi rồi. Con gì lên, con gì lên. Sao tự nhiên tôi chưa lên đây vậy? Ai đây? Mới kêu gì? Bóng bóng bàn bàn, bóng xà bàn. Bán xà bông hả? Không, bán vé số. Trời, mua giùm tao vé số đi chị gái. Không, mua đi. Không, mua đi mà. Ủa? Ê, mày ở đâu trong giếng nhà tao vậy? Ờ. Ủa, ở đâu ta? Hồi nãy nhớ là lúc nãy đi bán vé số, tự nhiên lọt xuống hố, thấy con nhỏ mỏ hô, hết muốn bán vé số. Bà cha mày, con gái tao nuôi mà mày dám nói mỏ hô hả mày? Mỏ hô nè, mày mỏ hô mày lên đây, lên đây, lên đây. Nè, tao nói cho mày biết nha, con bóng đầu đinh âm binh hắc bính. Tao nói cho mày biết, con gái tao đẻ ra mà mày chửi nó mỏ hô hả? Cám. Nè con. Mày nói vậy? Mày nói ai mỏ hô? Hả? Con bóng kia, con bóng thủy tạ đầm sen, con bóng ho hen bệnh tật, con bóng chật vật với cuộc đời, con bóng không thuộc về thời của tao. Tao nói cho mày nghe, tao ha, tao chỉ cần chích một cái mà xì xọ mà chết liền nha mày. Nhưng không, hôm nay tao từ bi hỷ xã, tao tha cho mày. Trời ơi, là tao muốn mày đi xuống giếng của mày, mày về thành phố của mày, mày nói với loài người là cám tao không hô và cám tao đã từng tha cho con bóng như mày nha mày. Ha. Mua vé số không? Trời. Không mua. Không mua hả? Vậy thôi, đi nha, bye bye nhỏ, mỏ hô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cảm ơn thôi, mỏ hô. Mày ra đây, mày nói mỏ hô. Mày nói tao hả? 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 Mày nói t
giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy con? Mày phải tập trung vô lôi cái con ở dưới này lên cho mẹ. Mẹ, con nhớ rồi. Cũng là câu thần chú đó, nhưng mà đọc theo một cách khác. Bong bong bang bang bong bong mi bang bang lên ăn cơm và khi ăn cơm chàng nhà ta. Bong bong bang bang bong bong mi bang bang chở ăn cơm hầm cháo và nhà người. Sao con cái đẻ nước sôi thiệt trời ơi, né 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 ra là con gì lên con gì lên ba chờ. Nè, mày là cái con gì? Bé cá bóng. Bé cá bóng. Mày là con cá heo mặt quỷ thì có đó. Trời ơi, nó là con cá bóng. Mày thấy không? Con nói đúng chưa? Cá bóng mà cái bụng nó bự, nó có chữa mẹ cá bóng chứ. Đó, bây giờ bắt nó vô. Hai mẹ con mình ăn cả tuần không hết. Ăn cá bóng trứng đi con. Rồi, vô bắt nó. Wow, mạnh dữ. Ta không phải là con bé cá bóng bình thường, mà ta chính là tiên cá bóng được ông Bụt trả lương hàng ngày để bảo vệ cho chị Tắm. Tôi nghe nói mấy bữa nay là mẹ con hai người hành hạ chị Tắm của tôi dữ lắm đúng không? Trời đất ơi, ai ác mồm ác miệng vậy? Tôi nói thiệt với mày nghe nha, trong cái nhà này nè, mẹ con tao là thương yêu con Tắm hết mực. Mày nói là Tắm bị tụi tao hà hiếp hả? Nghĩ sao vậy? Ai mà tin chị Tắm? Tất cả mọi người đều tin mẹ con tôi, phải không em? Em chú em tin chị không em? Em tin chị hả? Cảm ơn em. Em Diễn ơi, em tin chị không nè? Dạ em tin chị. Chị cảm ơn em. Mẹ ơi, mẹ tin con không mẹ? Mẹ tin con. Đó. Đến giây phút này mà còn già mồm. Được, xin mời nạn nhân. Con này sao nó ngông cuồng dễ sợ. Mày thiệt á. Nè, mời chị Tắm lên đây hả? Tưởng ai, chỉ có một chị Tắm thôi mà. Chị Tắm nói thì ai mà tin. Bây giờ hả chị Tắm hả? Chị đơn phương, chị du quan giáo hòa cho mẹ con tôi thì làm sao chứ? Lại mồm lại già. Được, xin mời ông Bụt. Ta đây. Con nó sao á? Chứ con không phối hợp với người ta. Bởi nè, tự nhiên mời ông này vô chi nữa hả? Không làm được gì hết. Không ai tin những người thì các người đâu. Mọi người đều tin mẹ con chúng tôi mà. Đúng không em? Chú em tin chị không chú ý? Em tin xả cám con em. Dĩ ngờ em tin chị không em? Chứ em tin chị. Thôi trời ơi. Làm ơn những làm chuyện làm thủ nó hết nhân chứng kêu ra. Mày ơi, không mấy mày nhận tội đại đi. Ờ thôi nhận tội đại đi, mệt quá. Tôi xin lỗi nha, không phải là tôi có lỗi đâu, mà tại tôi tôn trọng mối quan hệ của các người. Tôi tôn trọng mấy người. Xin lỗi nè. Thôi đi. Ta nói cho hai mẹ con nhà ngươi biết, không cần phải nói nhiều lời nữa. Tội ác của hai mẹ con nhà ngươi thật là đáng khen. Đáng trừng trị. Trời. Tội ác này cần phải được vạch trần và phải trừng trị từ khi còn là mầm mống. Trời ơi, nói vậy ông là ông Bụt thật hả? À? Mẹ ơi, không lẽ cuộc đời cám chưa bắt đầu mà đã kết thúc đoạn hậu như vậy rồi sao? Cám ơi.